lòng dạ con người, tốt hay xấu. Nhìn cách ăn uống này là biết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bài chia sẻ trên kênh sách Nói Minh Triết. Quý vị và các bạn thân mến, cổ nhân từng nói, từ chi tiết nhỏ, nhìn ra trí tuệ lớn. Ăn uống cũng vậy, mặc dù chỉ là một việc nhỏ và đơn giản, nhưng nó lại thể hiện cho ta thấy rất nhiều loại thái độ. Thông qua cách ăn uống của mỗi người, ta có thể hiểu được tính cách, mức độ tu dưỡng của người đó. Và trong phạm vi video chia sẻ ngày hôm nay, sách Nói Minh Triết xin được chia sẻ tới quý vị 10 cách ăn uống mà khi nhìn vào đó, quý vị sẽ đoán được ngay nhân phẩm người đó tốt xấu cỡ nào. Hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm qua bài chia sẻ ngay sau đây, quý vị nhé! Đặc điểm thứ nhất, người ăn uống chậm rãi. Với người ăn uống chậm rãi, họ thường có xu hướng thích thưởng thức, tận hưởng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Họ luôn trân trọng hiện tại, thay vì lo lắng quá nhiều về tương lai. Hấp tấp, vội vàng là những từ không có trong từ điển sống của kiểu người này. Đây là kiểu người không câu nệ, chấp nhận, gặp việc to lớn đến đâu cũng hóa giải dần, không để ý đến sai sót của người khác, gặp bất cứ việc gì để bình tĩnh xử lý, nên ít có những sự xử lý sai lầm. Tuy nhiên, trong công việc họ lại là người thích tuân theo quy tắc của bản thân. Chính vì vậy mà đôi khi họ cứng ngắc và thiếu linh hoạt. Đặc điểm thứ hai, người ăn uống nhanh chóng. Những người ăn uống nhanh chóng thường ít hưởng thụ cuộc sống, nhưng lại rất chuyên tâm vào công việc. Họ không dành nhiều thời gian cho bữa ăn, mà luôn cố gắng chạy đua với thời gian. Đây sẽ là kiểu người rất giỏi trong công việc, tư duy nhạy bén. Thế nên cũng không lạ lùng gì khi thấy những người này luôn được lòng cấp trên. Trong các mối quan hệ, họ thường đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của bản thân. Thế nhưng, tính tình nóng này, bốp chát, nên thường sinh ra những tranh chấp không đáng có, khiến họ khó hòa nhập với mọi người. Hay đôi khi, điều này còn biến họ thành kiểu người cực đoan. Đặc điểm thứ ba, người ăn nhai tóp tép. Khi ăn mà để phát ra những tiếng nhai tóp tép thì thể hiện đây là kiểu người thiếu nghị lực trong cuộc sống. Họ thường không có ý chí phấn đấu và lòng kiên định. Kiểu người này có rất nhiều nhược điểm, nói chuyện không suy nghĩ trước sau. Khi làm việc gì cũng không chuyên nghiệp, không có nguyên tắc và không dám chịu trách nhiệm trước những gì mình làm. Họ cũng có một cái tính rất xấu, đó là hay khoác lác, khoe khoang về bản thân. Ngoài ra, họ còn có tính ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Trong cuộc sống, họ thường thích làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đặc điểm thứ tư, người ăn uống hay phồng má trợn mắt. Cách ăn uống này chắc hẳn chúng ta ai nhìn cũng đều sẽ thấy xấu. Trên thực tế, đây không chỉ là tướng ăn xấu, mà tính cách của người này cũng không mấy dung hòa. Họ là những người nóng tính và rất cố chấp, bướng bỉnh. Khi không vừa ý chuyện gì, họ sẵn sàng nóng nảy, lớn tiếng quát tháo, thậm chí chẳng ngại ngần mà thô lỗ với đối phương. Vậy nên nếu tiếp xúc với những người này, bạn nên cẩn thận. Bởi nếu không may bạn làm gì trái ý họ, thì họ nhất định sẽ nổi giận lôi đình, chuyện con kiến cũng biến thành con voi. Thế nên hãy cẩn thận, quý vị nhé. Đặc điểm thứ năm, người khi nuốt thức ăn phát ra tiếng ừng ực. Đây có thể nói là tuýp người khá thông minh và lanh lợi. Thế nhưng, trong công việc họ lại không làm việc một cách có khoa học. Họ thường rất tùy tiện, không có nguyên tắc và quy củ rõ ràng. Thế nên họ không đủ tố chất phù hợp để làm lãnh đạo và điều hành công việc. Trong cuộc sống, họ cũng không có chính kiến, lập trường của bản thân, mà gió chiều nào theo chiều ấy, nói đâu bỏ đấy. Sẽ không lạ lùng khi họ chẳng bao giờ chịu giữ lời hứa. Ở kiểu người này, những gì có lợi thì họ làm, gặp ai có lợi thì họ chơi. Sự thông minh, lanh lợi của họ được áp dụng và tìm kiếm những gì mang lại lợi ích cho bản thân họ. Đặc điểm thứ sáu, người ngậm miệng nhai, không phát ra tiếng. Những người có thói quen ăn uống này thuộc tuýp người có tính cách cẩn thận và luôn cẩn trọng trong mọi vấn đề. Họ ghét sự vô ý hay cứ sai lầm do vô ý mà có. Thế nên khi làm việc gì, họ cũng có nguyên tắc và bài bản rõ ràng, không để sơ hở hay thiếu sót. Thế nhưng, tính cách của những người này lại có phần nhút nhát, ghét sự ganh đua. Họ thường cống hiến hết mình cho công việc, nhưng chỉ phấn đấu làm phần việc của mình một cách tốt nhất, trừ ít khi mạo hiểm. Đặc điểm thứ bảy, người cắm đầu cắm cổ ngồi ăn. Đây là kiểu ăn uống của những người cần cù, chăm chỉ, có sức bền và nghị lực kiên cường. Khi đã bắt tay vào làm việc gì đó,
họ sử dụng hết sức lực, khả năng để cố gắng đến cùng. Tuy nhiên, đặc trưng tính cách của họ là khá ngoan cố và bảo thủ. Vì thế khi làm việc thường cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt và không biết cách tùy cơ ứng biến. Họ thường không được lòng mọi người, bởi người khác luôn nghĩ họ ngang, không chịu tiếp thu và học hỏi. Nhưng chính điểm yếu, khi kết hợp với sự kiên trì chăm chỉ, lại tạo thành điểm mạnh cho họ. Những ai một khi đã thân thiết lại rất quý trọng, bởi họ trung thành và rất thẳng thắn. Đặc điểm thứ 8, người hay kén chọn đồ ăn. Đây là kiểu người khi đi ăn luôn kén chọn nhà hàng, lựa chọn đồ ăn thức uống chi tiết về mình. Người ngoài đánh giá họ là những người kén ăn, và ai cũng nghĩ những người này sẽ rất khó tính. Thế nhưng sự thật lại không như vậy. Kỳ thật họ chỉ là những người thận trọng, thích an toàn và luôn đặt bản thân trong một vòng có thể kiểm soát. Họ ấy ngại mọi loại thất bại, nên thường chỉ nhận những công việc mà bản thân biết rõ kết quả và không chịu bất kỳ rủi ro nào. Cũng chính vì vậy mà người khác luôn nghĩ rằng họ là những người khôn lỏi. Bên cạnh đó, thì họ cũng là kiểu người tò mò, hay khám phá, tìm hiểu, không ngại đặt câu hỏi và học những điều mà họ chưa từng biết. Nhưng vì rất ít khi tiết lộ về bản thân hoặc những vấn đề cá nhân với người khác, nên họ được cho là người bí hiểm, dễ bị người khác đề phòng. Đặc điểm thứ 9, người thích ăn lần lượt từng món một. Đây được xem là phong cách ăn của người kỹ lưỡng. Khi ăn, họ thích ăn một món hết sạch, sau đó sẽ chuyển qua món tiếp theo. Những người có thói quen ăn uống như thế này thường suy nghĩ mọi thứ một cách cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Họ có mục tiêu rõ ràng, làm việc có kế hoạch và trình tự, chú trọng tiểu tiết. Chính bởi tính cách kỹ lưỡng, họ sẽ nhìn thấy những chi tiết nhỏ mà người khác bỏ lỡ, nhờ đó chớp lấy cơ hội cho riêng mình. Tuy nhiên, họ cũng sẽ có những khuyết điểm như không chịu thay đổi, không kiên nhẫn với những người không có cùng mục tiêu, chiến lược. Chính vì thế, khi đứng trước tình huống phát sinh đột ngột, họ thường tỏ ra lúng túng. Đặc điểm thứ 10, người ăn gì cũng thấy hợp khẩu vị. Có thể nói những người dễ ăn dễ uống cũng thường là những người dễ tính. Quý vị biết tại sao không? Đó là bởi vì họ là những người ôn hòa, dễ thích nghi với nhiều môi trường sống khác nhau, dễ nói chuyện với mọi người và ứng biến nhanh trong mọi tình huống. Ưu điểm lớn nhất của họ là có thể tiết chế được cảm xúc của mình, không hay cáu giận và để ý những chuyện vặt vãnh. Chúng ta còn hay gọi họ là những người phóng khoáng và rộng lượng, bởi chuyện gì không quá lớn họ cũng có thể cho qua, bỏ qua, miễn là mọi người cùng vui vẻ. Trên đây chính là 10 cách ăn uống mà khi nhìn vào, quý vị có thể đoán được nhân phẩm của họ tốt xấu thế nào. Dẫu việc dự đoán bản chất của một người thông qua thói quen ăn uống của họ có phần khá chủ quan, nhưng đây vẫn là những đúc kết tương đối chuẩn xác của những người đi trước. Và cả trong các thực nghiệm khoa học, bạn hoàn toàn có thể tham khảo và chiêm nghiệm. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, nhìn người từ xưa đến nay luôn là một bài học mà bất kỳ ai trong số chúng ta cũng cần phải biết. Bởi lẽ, nếu không biết cách nhìn người, việc kết giao của bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Người xưa đã từng dạy, khi kết giao bạn bè hay hợp tác làm ăn với người khác, đều phải hiểu rõ về họ, xem họ là người như thế nào. Bởi suy cho cùng, bạn kết giao với người như thế nào, thì cuộc đời của bạn chính là như thế ấy. Vậy nên, để nhận biết phẩm chất, đạo đức của một người, trong phần tiếp theo sau đây của chương trình, Tâm Minh Triết xin được chia sẻ với quý vị 9 cách để nhận biết phẩm chất đạo đức đã được Trang Tử đúc kết và lưu truyền ngàn năm, mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Cách thứ nhất, khoảng cách giúp nhìn giá trị độ trung thành. Để nhận biết một người có trung thành với mình hay không, có thể dùng cách xa lánh. Một cách cự ly thích hợp là sẽ biết rõ. Khoảng cách là thước đo mối quan hệ tốt xấu của hai người, có thể giúp hiểu nhau hơn. Nếu như tình cảm giữa hai người đủ mạnh, có cùng mục tiêu và sự giống nhau về lý tưởng, thì mối quan hệ giữa họ sẽ không bị trói buộc bởi khoảng cách và thời gian. Ngược lại, nếu như mối quan hệ giữa hai người duy trì dựa vào lợi ích và địa vị, thì lâu dần khoảng cách sẽ kéo họ ra xa nhau. Mối quan hệ cũng tự nhiên trở nên không thân thiết nữa. Cách thứ hai, thân cận giúp nhìn ra giáo dưỡng. Cố ý tiếp cận gần gũi và quan sát, có thể thấy một người có phải là có giáo dưỡng hay không. Điều mà người ta gọi là lâu ngày mới biết được lòng người chính là hai người ở cùng một chỗ lâu ngày, sẽ hiểu hết về ưu điểm, khuyết điểm và cách giáo dưỡng của đối phương. Ngay cả trong cách nói chuyện,
có thể quan sát lời nói của người đó có thô tục, cử động bất nhã, có lễ phép hay không, sẽ biết được người đó có giáo dưỡng hay không. Hai người kết giao nhiều năm, mối quan hệ sẽ trở nên ngang hàng, bình đẳng. Trong mối quan hệ bình đẳng, lễ phép, tu dưỡng, kiến thức của một người có thể càng hiện rõ qua ra trước mặt đối phương. Nếu như trong kết giao nhiều năm, một người luôn cung kính, luôn khiêm tốn, đối đãi với mọi người, thì người đó đáng giá để kết bạn. Cách thứ ba, sự vụ phức tạp giúp nhìn ra năng lực. Dùng sự vụ phức tạp có thể nhìn ra năng lực của đối phương. Cách này phù hợp áp dụng cho người cấp trên cần xem xét, đánh giá cấp dưới. Có thể đem một công việc phức tạp nào đó giao cho người mình cần đánh giá. Xem người này có giải quyết hợp tình hợp lý được không? Có sắp xếp được ngay ngắn rõ ràng không? Do đó, đánh giá được năng lực của họ. Người có năng lực có thể chia thành hai kiểu là năng lực và khả năng chịu áp lực. Thông thường, độ cao thấp của năng lực của một người thường được thể hiện ra khi họ đang phải chịu áp lực. Áp lực sẽ làm rối sự phán đoán và hành vi của một người. Nếu như ngay trong hoàn cảnh áp lực cao mà người đó vẫn nghĩ được ra phương pháp phù hợp, thì đó là con người có năng lực không tầm thường chút nào. Cách thứ tư, vấn đề bất ngờ giúp nhìn ra mưu trí. Đột nhiên cho hỏi một sự tình nào đó sẽ giúp nhìn ra khả năng mưu trí của đối phương. Vấn đề này không cần phải quá bén nhọn hóc búa, cũng không phải quá nhạy cảm. Chỉ cần khi đang nói chuyện, lập tức chuyển sang vấn đề khác để hỏi họ, và là có thể đủ nhận biết được người đó có phải là linh hoạt, nhanh trí hay không. Vấn đề bất ngờ ngoài việc giúp nhìn ra trình độ trí lực của một người, mà còn giúp nhìn ra góc độ phản ứng và khả năng khống chế cảm xúc của người đó. Câu trả lời của đối phương trong tình trạng tiếp nhận vấn đề bất ngờ cũng không nhất thiết chú trọng vào đúng sai, mà mấu chốt là người đó phản ứng kịp thời, đưa ra được đáp án phù hợp là được. Cách thứ năm, đề nghị giúp đỡ gấp giúp nhìn ra lòng tín nghĩa và danh dự. Sự tình xảy ra sẽ luôn khiến mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này, đừng ngại hỏi bạn bè để đề nghị được giúp đỡ, từ đó xem họ có thể đồng ý hay không, và xem họ có làm được như lời hứa hay không. Cách này chủ yếu để khảo sát trong hai trường hợp. Một là việc đó phải nằm trong khả năng của họ. Hai là bạn phải có chỗ đứng tương đối quan trọng trong lòng họ. Cách thứ sáu, tiền bạc giúp nhìn ra nhân nghĩa. Tiền tài là cách trực tiếp để khảo nghiệm năng lực, ý chí và phẩm hạnh của một người. Đồng thời cũng là khâu thường xuyên xảy ra vấn đề nhất trong quan hệ giữa con người với con người. Cho nên, dù là bạn bè tốt, thì tiền tài vẫn phải tính toán rõ ràng. Cách thứ bảy, thời khắc hoạn nạn giúp nhìn ra tiết tháo. Đời người có lúc lên lúc xuống, ở vào lúc hoạn nạn, đừng ngại tâm sự, chia sẻ với bạn bè. Nếu là người bạn chân chính, họ sẽ lắng nghe và cho bạn ý kiến mang tính xây dựng, đề nghị giúp đỡ thật lòng, chứ không bắt đầu xa lánh bạn. Người ta nói, có hoạn nạn mới thấy chân tình. Một người lúc ở trên đỉnh vinh quang, sẽ có vô số người ở bên cạnh mình. Nhưng ở vào thời khắc hoạn nạn, mới biết đâu là người chân tình. Đây cũng là người bạn tốt có tiết tháo. Cách thứ 8, rượu giúp nhìn ra lễ nghi và tư thái. Một người khi uống rượu vào sẽ khiến năng lực kiểm soát bị giảm xuống. Mỗi người sau khi uống rượu sẽ có những biểu hiện không giống nhau. Vì vậy, dùng rượu có thể nhìn ra suy nghĩ và phẩm đức của đối phương. Cách thứ 9, từ nơi gặp gỡ có thể nhìn ra cách đối nhân xử thế. Khi tiếp xúc với một người có thể không cùng giới tính, không cùng sự nghiệp, thân phận, sẽ giúp nhìn ra cách đối nhân xử thế của họ. Giao lưu, tiếp xúc với một người chính là thể hiện năng lực cơ bản của đối nhân xử thế. Có thể xử lý tốt hay không, không chỉ là vấn đề năng lực cá nhân, mà còn là có quan hệ mật thiết với cách đối đãi của họ. Ví dụ, cùng họ ngồi ăn cơm, chỉ cần nhìn cách ăn uống, tư thái dáng vẻ ngồi, là có thể hiểu đôi phần về cách đối nhân xử thế của họ. Trên đây chính là 9 bí quyết nhìn người của Trang Tử. Đây được coi chính là sự kết tinh của trí tuệ. Tuy nhiên, khi vận dụng chúng ta còn cần kết hợp với tình hình hiện tại, không thể dập khuôn máy móc, càng không thể cố ý nghĩ cách để thăm dò thực hiện. Có như vậy, mới thực sự trân quý tình bạn trong cuộc sống này. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời này ai cũng mong muốn hạnh phúc. Nhưng thế nào là hạnh phúc thì không phải ai cũng hiểu. Bởi đối với mỗi người, cảnh giới của hạnh phúc sẽ khác nhau. Đơn giản có, phức tạp cũng có. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa,
thì trong đời vẫn còn một kiểu hạnh phúc. Nó đơn giản, chỉ là hiểu được thế nào là chân quý. Vậy cũng đủ để làm một cảnh giới hạnh phúc rồi. Biển cả chân quý từng con suối nhỏ, nên mới mênh mông rộng lớn. Núi cao chân quý từng viên đá nhỏ, nên mới sừng sững, nguy nga. Con người chân quý từng tình cảm, nên tình nghĩa mỗi ngày thêm phong phú. Trên con đường đời, chúng ta sẽ gặp được tình nghĩa mới, phong cảnh mới và thành công mới. Đồng thời, cảnh xưa người cũ cũng lùi vào dĩ vãng. Vậy nên, chỉ có chân quý thì mới có được càng nhiều mỗi ngày mới. Hãy tặng bản thân một nụ cười, mở rộng tấm lòng như bầu không xanh thẳm kia, bình thản đón nhận tất cả những gì tươi đẹp và cả những gì không tốt xảy đến với mình. Cuộc đời vì cố tình ấm áp nên cuộc sống càng thêm nồng ấm. Nhưng những tình cảm này giống như những lọ hoa tinh xảo, dễ vỡ, cần lau chùi thường xuyên mới chẳng những bụi trần. Ai tình cảm không có đúng sai hay tuyệt đối, chỉ có người biết thấu hiểu, biết chân quý hay không mà thôi. Chân quý là việc của hai người, chỉ có chân quý thì tình cảm mới nồng ấm, dài lâu, càng ngày càng thêm thắm thiết. Điềm tĩnh yêu một người thì sẽ biết hy sinh mà không oán, không hận. Người ấy vui vẻ thì mình mới hài lòng. Người ấy thành công thì mình mới vui. Người ấy bất ý thì mình giàu dĩ. Người ấy thống khổ thì mình đau đớn cõi lòng. Cảnh sắc tươi đẹp nhất trong mắt mình chính là người ấy vui. Cái vui của người ấy, khổ đau, nỗi khổ đau của người ấy, bao hỉ nộ ai lạc của người ấy là bấy nhiêu tâm trạng tương ứng trong lòng mình. Tình bạn cũng như thế. Người bạn thực sự có lẽ chẳng nói lời ngon ngọt, nhưng sẽ đối đãi chân thành. Người bạn thật sự không những khiến cuộc đời ta như gấm thêu hoa, mà còn chìa bàn tay ra trong hoạn nạn. Người bạn thật sự cho đi mà không cần báo đáp, tốt với mình mà chẳng cần điều kiện chi. Người bạn thực sự sẽ đồng cam cộng khổ, mưa gió cùng thuyền, dắt tay cùng đi trong cõi hồng trần, gió mưa sương khói mịt mùng này. Khi nhàn nhã thì một câu thăm hỏi, lúc ưu phiền thì một tiếng ủi an, khi thất bại thì một lời khích lệ, lúc thành công thì một tiếng chia vui. Tất cả đều là sự cho truyền của chân tình thành ý. Nhưng có lúc tình cảm chịu thất bại trước danh lợi và tiền tài. Vì tiền tài danh lợi mà có lúc người thân thương thành người xa lạ, người yêu thương bỗng rẽ đôi đường, bằng hữu quay lưng thành thù địch. Trong thế giới tình cảm, người chịu tổn thương lại là người để tâm đến những tình cảm này. Còn người không để ý đến tình cảm thì sẽ rời đi, cũng chẳng để tâm đến ai. Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích cá nhân là được. Thế nên, người không biết chân quý không chỉ mất đi tình ý, mà còn mất đi người bạn đồng hành trên đường đời, mất đi chuẩn tác làm người và mất cả ý vị cuộc đời. Tình cảm giữa con người là có qua có lại. Nếu mình lạnh giá như băng tuyết thì người ta sao có thể phơi phới gió xuân. Nếu mình so đo cò kè thì người ta sao có thể khoan dung đối đãi. Gieo thiện lương thì thua về cảm kích, gieo nhiệt tình thì gặt hái tình thân. Biết trân quý các sắc thái tình cảm, yêu thương chốn hồng trần, sẽ khiến thế giới của mình ấm áp, nắng xuân hoa nở khắp vườn tâm. Biển cả trân quý từng con suối, nên mênh mông vô bờ bến. Mùa xuân trân quý mỗi nhành hoa, nên rực rỡ muôn tía ngàn hồng. Núi cao trân quý từng viên đá, nên sừng sững nguy nga. Con người trân quý từng tình cảm, từng nghĩa tình mà mỗi ngày thêm phong phú, cuộc đời thêm sung túc rộng mở và thuận lợi. Con người biết nhau bởi chữ duyên, kết giao bởi chữ tình, quý nhau bởi nhân phẩm, kính trọng nhau bởi đức hạnh làm người. Tâm càng rộng mở thì đường càng rộng rãi, tâm càng chân thành thì tình càng nồng thắm. Dạy về duyên nợ đời người, Đức Phật dạy rằng kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Nhiều cặp vợ chồng, đôi lứa đang sống hạnh phúc với nhau, mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, đều cáng. Nhưng thật ra, đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được. Trước miếu Quan Âm, mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xả ngang trước miếu, có con nhện trăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo. Nhện dần có Phật tính,
Trải qua ngàn năm tu luyện, nhện đã linh. Phật dừng lại, hỏi nhện: ta gặp ngươi hẳn là có duyên. Ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện 1000 năm nay có thật thông tuệ chăng? Được, không nhện. Gặp được Phật, rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: thế gian cái gì là quý giá nhất? Nhện suy ngẫm rồi đáp: thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi. Phật gật đầu, đi khỏi. Lại 1000 năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm. Phật tính của nhện đã mạnh hơn. Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: ngươi có nhớ câu hỏi 1000 năm trước của ta không? Giờ, ngươi đã hiểu nó sao rồi? Nhện nói: con cảm thấy trong nhân gian, quý nhất vẫn là không có được và đã mất đi ạ. Phật bảo: ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi 1000 năm nữa. Lại qua, có một hôm, trời nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng trên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh, trong suốt, sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá. Nhện có ý yêu thích, ngày nào nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, và nó cảm thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt 3000 năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện dây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau. Lúc đó, Phật tới, ngài hỏi nhện: 1000 năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa? Thế gian này cái gì là quý giá nhất? Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: thế gian này, cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi. Phật nói: tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần và sống cõi người nhé. Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đại các. Bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc, Châu Nhi đã 16, thành thiếu nữ xinh đẹp, yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân trạng nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển. Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trên tiệc, trạng nguyên trổ tài thi ca, nhiều tài nghệ, khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu, cũng không ghen, bởi nàng biết chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới, dành cho nàng. Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện, Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự. Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu. Nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo. Châu Nhi nói với Cam Lộc: chàng còn nhớ việc 16 năm trước của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng? Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng? Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó. Châu Nhi về nhà, nghĩ Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ? Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu, ban cho trạng nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong. Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ, tin như sấm động giữa trời quang. Nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn. Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô, nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn. Vài ngày sau, linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp. Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường, nói với nàng: hôm đó, trong những cô gái giữ bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương. Ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi? Nói đoạn, rút gươm tự sát. Và giây khắc ấy, Phật xuất hiện. Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: nhện, ngươi đã từng nghĩ ra giọt sương tức Cam Lộc là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió, tức Trường Phong mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong. Anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi và sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn thái tử Chỉ Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó. Anh ta đã ngắm ngươi 3000 năm, yêu ngươi 3000 năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ. Nàng nói với Phật, thế gian này, cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Vừa nói xong, Phật đã đi mất. Linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy Thái tử Trì Thụ định tự sát. Nàng vội đỡ thanh gươm. Câu chuyện đến đây là hết. Bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không? Thế gian này, cái gì quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng ngàn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có duyên là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng. Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu. Chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ rơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùn lại. Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin vào tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa. Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu? Bởi bạn còn cơ hội một lần nữa gặp người biết rằng bạn quý giá. Có một chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi một vị sư thầy, tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác? Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem một chiếc gương, trong đó có hình ảnh một cô gái đẹp, khỏa thân, nằm chết bên đường. Mọi người đi qua đều bỏ đi, chỉ có một anh chàng dừng lại, nhưng cũng chỉ đắp cho cô ấy một cái áo, rồi cũng bỏ đi. Mãi sau, có một chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn. Sư thầy nhìn anh chàng và nói, kiếp trước, anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi, còn người chồng cô ấy vật lấy bây giờ, chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy đó, chính là chữ nợ. Anh chỉ có duyên với người con gái ấy thôi. Vâng, con người đến với nhau là vì duyên vì nợ, xa nhau cũng bởi vì duyên vì nợ. Duyên đến rồi duyên lại đi, nợ đến rồi nợ cũng vụt đi mất. Không có gì là mãi mãi cả. Thế nên, cái gì đã qua thì đừng níu giữ, bởi càng níu thì người đau muộn phiền sẽ lại càng là bạn. Cái gì hết rồi, cứ để nó qua đi, mọi chuyện tự khắc sẽ có an bài. Hãy nhớ, buông tay không có nghĩa là bỏ cuộc, cố chấp không đồng nghĩa với kiên trì. Bình thản hơn một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần. Người bình thản sẽ không quá cao hứng khi khách quý chật nhà, cũng không ấm ức trong tâm khi người cuối cùng rời đi. Khi thành công, không quá đắc ý mà ngã mạn. Lúc thất bại, cũng không nản lòng thoái chí. Bình thản có thể khắc chế cái tâm bốc đồng, loại bỏ tư tưởng hỗn tạp. Bình thản là một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới, một loại tâm thái ẩn chứa nội hạn sâu sắc, có thể khiến người ta trong gian khổ mà vẫn thong dong tự tại. Lúc còn trẻ, chúng ta vì một người nào đó, vì yêu hoặc chỉ vì cô đơn mà đến với nhau. Nhưng vì sao chúng ta không cố chịu đựng để vượt qua mà lại lựa chọn đồng hành cùng người khác? Tại mỗi thời điểm, tại từng ngã rẽ, đều có những ám hiệu được đưa ra. Nhưng khi đó chúng ta lại mờ mịt, không biết. Lúc quay đầu nhìn lại, bỗng phát hiện mọi thứ đều rõ ràng trước mắt, mới mỉm cười mà lĩnh ngộ. Sự giàu, khổ đau, thương, hết thảy vấn đề sau cùng nhất đều là vấn đề thời gian. Hết thảy phiền não kỳ thực đều là tự tìm đến khổ tâm. Đối với cuộc sống của mình, người có sức ảnh hưởng lớn nhất là chính mình. Người quyết định mình hạnh phúc hay khổ đau cũng chính bản thân mình. Nếu không có sự cho phép của mình, bất kể thứ gì cũng không thể khiến mình đau buồn hay vui vẻ. Học cách bình thản với đời. Chuyện duyên phận, hãy cứ để trời cao an bài. Không ai cướp đi niềm hạnh phúc của chúng ta. Người có thể cướp đi điều đó chỉ có thể là chính mình, bởi vì ta giao niềm vui của mình cho người khác nắm giữ. Ta không cách nào ngăn chặn được cơn lũ cảm xúc ấy, nhưng ta có thể học cách kiến tạo một con thuyền. Mặc kệ mọi người trên thế giới nói gì, ta đều nhận thức việc làm của bản thân mình mới là đúng đắn. Nếu như đứng trước người mà ta yêu mến, điều ta cần làm là bày tỏ lòng mình. Cuộc sống của chúng ta không phải vì lấy sự ưa thích của người khác mà tồn tại. Chúng ta là tự do, tự tại. Không cần phải đòi hỏi ai yêu thích mình, có thể vui vẻ mà ngẩng mặt với trời xanh. Chỉ cần ta hiểu được điều này, những xiềng xích sẽ bị phá bỏ.
ta có thể tự do mà hít thở. Trước đây, tôi cứ luôn cho rằng kiên trì sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng sau khi lớn lên mới phát hiện, buông bỏ mới khiến chúng ta mạnh mẽ. Khi nhìn lại hết thảy những phiền não, chợt nhớ tới câu nói, trong cả cuộc đời, phiền não quá nhiều, nhưng đại bộ phận những điều lo lắng lại chưa từng xảy ra. Dù lựa chọn như thế nào, chỉ cần là bản thân lựa chọn, thì không tồn tại hối hận đúng sai. Mỗi người đều có một góc tử mà chính mình không đi ra được, người khác cũng không tiến vào được. Ta đem bí mật sâu thẳm nhất đặt ở chỗ đó. Họ không hiểu ta, ta không cần trách họ. Khi ta cảm thấy thua kém người khác về mọi thứ, đừng tự ti. Hãy nhớ rằng, ta chỉ là một người bình thường. Tôi và bạn vốn không quen biết, định mệnh cũng không gắn bó với nhau. Yêu một người, nhưng kỳ thực là yêu chính mình. Khi bản thân phát hiện mình mong muốn thứ gì đó nhưng không đạt được, sẽ sinh lòng khao khát. Hận một người, thực ra là hận chính mình. Khi bản thân phát hiện điều mình mong muốn nhưng không đạt được, sẽ cảm thấy giận dữ. Kỳ thực, trên đời không có tình yêu vô cớ, cũng không có oán hận vô cớ. Yêu và hận đều là tự đấu tranh và đối thoại với chính mình. Nếu như yêu nhau, hãy dắt tay nhau đến khi bạc đầu. Nếu lỡ mất nhau, hãy mỉm cười nhìn đối phương quay lưng cất bước. Nếu bạn yêu tôi, hãy sát gần một chút nữa. Nếu như không yêu, hãy rời xa hơn một chút nữa. Yêu một người không yêu, tựa như chờ đợi một chiếc thuyền ở sân bay. Ta phải tin rằng, trên thế giới, nhất định có người dành cho mình. Cho dù giờ phút này ta đang bị ánh sáng đợi chờ bao quanh, bị tiếng vỗ tay bao phủ, hay lúc đơn độc đi, trên đường phố ướt lạnh, nhưng người ấy nhất định sẽ xuất hiện và đi về phía mình. Người ấy nhất định sẽ tìm được mình. Mình phải đợi. Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì tốt đẹp và một chút tiếc nuối trong sinh mệnh mỗi người. Điều gì là của mình thì sẽ không mất. Còn như điều gì không là của mình thì cuối cùng cũng không thuộc về mình. Mọi sự tùy duyên. Điều gì qua đi thì hãy buông bỏ và để nó qua đi. Nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại. Như vậy mới sống được tự nhiên, vui vẻ và như thường. Lệ trong phần cuối của bài chia sẻ ngày hôm nay, sách Nói Minh Chiết xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe truyện ngắn có tựa đề Những Mùa Lũ của tác giả Lưu Thị. Mời má má ơi, tỉnh dậy đi má. Lũ rút hết rồi, con đã về đây. Rõ ràng chị nghe tiếng thằng Nghiệp, muốn nhoẻn một nụ cười cho con yên tâm mà không thể. Mắt nặng trĩu, tiếng còi hú của xe cấp cứu rợn người, băng cao lạnh toát dưới lưng, lạnh hơn cả đêm chị dầm mình trong lũ. Chị cảm nhận được hết, nhưng chị mệt quá, rũ người lắm rồi. Dù gần 2 ngày đêm không ngủ, một gói mì tôm và bao lo lắng, thần kinh chỉ như căng ra sắp vỡ tung. Không hiểu được, sao có thể đương đầu trong trạng thái ấy gần 2 ngày đêm. Má ngủ một chút thôi con trai à. Rồi má dậy, ở lũ đã rút hết rồi. Má ngủ một chút thôi con nhé. Trời thần, người bên bờ sông, dòng sông Côn ngày thường dịu dàng, êm ả, trầm mặc, nay hung dữ và bạo tàn như một quái thú hung hãn, muốn nuốt chửng bao sinh linh. Nước cuồn cuộn chảy, sủi bọt ngầu độc. Thật ra nước sông dâng cao mấy bữa nay rồi. Không ai không biết, mùa này thì năm nào nước cũng dâng cao. Mưa xối xả, năm nhiều năm ít, và xả lũ cũng thi thoảng, chứng kiến nên lần này đài báo, loa phát thanh giáo gọi ý ới về bão số 12, có ai dám sao nhãng thờ ơ đâu. Heo gà, thức ăn, đồ đạc, lương thực được dọn dẹp lên cao, nhưng chưa năm nào như năm nay, chưa đợt lũ nào về nhanh và khủng khiếp như đợt này. Tại làng này, mưa vẫn điên cuồng chút xuống, chưa có tín hiệu ngừng. Chị chạy vô sân khi trưa, thằng cháu trai trong làng tranh thủ chạy ra giúp chị dọn dẹp một số thứ linh tinh, cái bàn, ghế, giường, tủ, tivi và mấy thứ nặng nề chỉ không một mình làm nổi. Xong việc, nó ngần ngừ, hay gì khóa cửa lại, vào trong làng với bọn con ở. Mai về đêm hôm lỡ nước lớn, đàn bà một mình xoay chuyển thế nào? Thôi, chắc cũng như mọi năm, cũng lắm nước vào nhà, sáng mai lại rút, gì ở nhà trông chừng, chứ ai bỏ nhà bỏ cửa vậy, con còn con ỉn sắp đẻ và đàn gà nữa.
Thằng nhỏ ngần ngừ rồi cũng ba chân bốn cẳng lo về vì vợ mới sinh. Chị cũng không nghĩ lũ kinh hoàng đến mức này. Mưa ầm ầm, ào ào, điện đã cúp hơn một ngày nay. Khi nước tràn qua đường lúc 3 giờ chiều, thì chị coi như không gặp gỡ, nhờ cậy được ai. Dắt con heo vào nền phòng khách cao nhất của mình, mở cổng chuồng gà để tụi nó tự bay tìm chỗ trú nếu nước ngập. Nước ồ ạt vào sân. Ban đầu chị còn dọn dẹp củi và bịt lại cái giếng. 30 phút sau khi củi trôi tung tóe, khi nước ngập sân, ngập giếng lên hè, chị hốt hoảng chạy vội vào nhà, vớ vội mấy chỉ vàng dành dụm bao năm và hơn 500.000 phiên chợ trước bán ớt để dành. Tuần này thằng Nghiệp về cho nó nộp tiền học, tiền bảo hiểm. Nước vẫn lên nhanh không tin nổi. 5 giờ chiều, nước lép mép nhà. Chỉ vội vàng kê nồi lên bàn, thổi củi bắt miếng cơm. Vì sáng giờ chỉ ăn tạm gói mì tôm rang, vội chảo đậu phộng. Cơm vừa chín thì nước cũng đã ngang gối. Chỉ loay hoay trèo lên cái giường đã kê gạch cao 1 mét. Con ỉn la ép ép bên tai, không nỡ bỏ mặc. Chưa nói nó còn là hy vọng cho cái Tết của mẹ con chị và sách vở cả năm cho thằng Nghiệp. Hì hội trèo xuống, xoay sở đẩy con ỉn lên cái bàn gỗ. Vừa lên được cái bàn, thì nước đã tăng thêm hơn hòn gạch nữa, ngập chân giường. Chị nhấc nồi cơm lên bàn, đinh bụng sẽ cột vào bì treo lên cửa sổ nếu cần cầm cự lâu với lũ. Sực nhớ, chị trèo xuống bàn, với cái chai nhựa đang trôi lành bành trong nhà. May cái phích nước kề trên nóc tủ thở còn quá nửa. Chị chắt vội vào chai, vừa chắt vừa run cầm cập. Quần áo ngấm nước, ướt sạch, rối quá. Không nghĩ đến chuyện lấy vài cái đồ dài quăng lên cao để thay. Giờ mở tủ ra thì chắc cũng ngấm ướt hết rồi. Huống suy tủ đã được cột chặt để kê đổ lên đó. Nước lại thốc vào nhà. Cái bàn cũng đã bày thủ rồi. Chị leo từ bàn, nhoài người qua giường. Giường được kê cao hơn vài tấc so với cái bàn. Nếu ngập cả giường thì chị cũng chưa nghĩ cách khác. Đằng nào cũng phải ăn một chút để cầm cự. May mà trời vẫn còn sáng nhờ. Nhờ nước dâng lên nữa, con ỉn đứng trên bàn cao mà hai chân cũng đã ngập nước. Nó bắt đầu hoảng sợ, nhìn chị kêu inh ỏi. Chị chẳng thể làm gì nữa rồi. Con ỉn bắt đầu rối, nhảy nhót xoay trở để tìm lối thoát. Bốn bề là nước, thoát làm sao? Nồi cơm chưa kịp ăn, bị nó hất văng xuống nước, coi như nhìn suốt đêm nay. Nước vẫn đang lớn nhanh, chị lạnh run cầm cập. Cởi vội cái áo ra, vứt lên giường, lấy tấm ga mỏng có sẵn quấn quanh cho đỡ run. Còn hai tấc nữa là ngập giường. Nếu ngập luôn giường, thì xác định ngâm mình trong nước đêm nay. Còn nếu sau đó nước vẫn tiếp tục lớn nhanh như chiều giờ, thì chị không dám nghĩ tiếp. Trời bắt đầu nhá nhem, không dám bật đèn pin để tiết kiệm. Cái giường nhỏ bề bộn đủ thứ. Sau trận lũ này là mất hết, mất hết. Chị tái tê nhìn nước ngập từng thứ một. Những vật dụng mà mẹ con chị tằn tiện, dầm mưa dãi nắng để có. Trời đã tối mù, gió rét ù ù bên ngoài, căn nhà vặn mình răng rắc, nó cũng gồng mình chống chọi. Bờ đê vỡ một mảng, điên cuồng gào thét, tưởng tượng cũng không ra nước lên nhanh đến thế. Chỉ một buổi chiều nay, vỡ đê tháo đập, xả lũ trở tay không kịp, giờ lại chẳng thương tình, còn mang mưa gió dữ dằn hùa và làm tình làm tội. Tiếng điện thoại réo vang, chị mừng rơi nước mắt chụp lấy cái điện thoại trên giường. Chắc chắn là thằng Nghiệp chờ tin nó từ chiều giờ mà không thấy tăm hơi. Cứ lạy trời thằng nhỏ đừng gan liều, vì thương má mà bơi ngang bờ tràn để về. Có qua được bờ tràn cũng không thể vượt mảng đê vỡ. Hôm nay cuối tuần, thông lệ nó sẽ về. Nước thế này mà nó liều lĩnh thì chỉ có chết. Má, má có sao không? Nước tới đâu rồi? Con được cho nghỉ học chiều nay, nhưng không qua được bờ tràn, đề vỡ. Má đang ở chỗ nào? Còn cầm cự được không má ơi? Nó gọi sao mà thắt ruột. Má không sao, nhưng đồ đạc mất hết rồi con. Mọi thứ, má chưa kịp nhắn con thêm câu nào thì điện thoại tắt, ngấm vì hết pin. Nước vẫn đang lên nhanh, chị quét đèn pin. Con ỉn sợ hãi giống lên từng hồi, nghe xé ruột vì đói và vì nước đã ngập ngang bụng nó. Chị lên tiếng cho nó đỡ sợ, và chị cũng đỡ sợ, nhưng ỉn hình như không còn chịu nổi. Mưa vẫn đang thét gào bục, chỉ nghe tiếng cánh cửa bị mở toang vì nước thốc vào. Nước đã lên 2/3 cửa chính. Chị dọi xuống chân mình, nước lấp liếm.
vài phân nữa là ngập tràn lên giường. Con ỉn la hét, rồi loay hoay thế nào bị ngã khỏi bàn. Chị nghe tiếng nó cố bơi về phía cửa. Bơi đi đâu khi bên ngoài mênh mông nước, mưa vẫn không ngớt. Chỉ còn chỗ duy nhất là đu lên cửa sổ. Chị soi đèn pin xuống dưới chân giường, định kéo theo cái áo ướt lúc nãy để chồng vào. Hai con rắn lục xanh gì đang thao láo cuộn tròn trên đó. Chị hét lên, cái đèn pin rời tõm. Một mình với bóng đêm, lũ, nỗi sợ hãi và gió gầm rao ngoài kia, nước chắc đã cao đến cổ. Giờ này thì chẳng mong ai có thể tới đây. Những căn nhà ven đê như chị thì có mười mấy hộ, nhưng họ cũng đang dở sống dở chết. Cùng lắm, nhà có đàn ông thì giúp nhau trèo lên mái. Chị bặm chặt môi, dò dẫm từng song cửa, đu người lên cửa sổ. Nước ngập nghé bên dưới, tay chị mỏi nhừ. Mưa vẫn gào, gió vẫn rú. Không biết cách nào để leo lên được mái nhà, số cao nhất có thể tạm trú lúc này. Có tiếng khô nước bên ngoài, chị không thấy gì hết. Nhưng rõ ràng là thế, hay cây gỗ nào đó đập vào làm lóe lên hy vọng cho chị. Tiếng rẽ nước rõ ràng hơn, tiến về phía cửa nhà chị. Và ánh sáng đèn pin lia lia. Trên đầu ai? Tôi. Cô đang ở chỗ nào? Thấy rồi, ở im đấy. Là tiếng anh ta. Chị lúc ấy mới trào nước mắt giàn giụa giữa bóng đêm và khóc tức tưởi, vỡ òa, bấm chặt cửa sổ, chờ tôi. Anh ta trèo lên chỗ chị quét đèn pin khắp nhà, tìm cách, rồi tháo đèn pin ra, kẹp vào một tay của chị. Cố giữ chặt cửa sổ, dọi đèn cho tôi. Anh ta bơi ngang phòng, kéo cái bàn lại sát tủ thờ, kéo thêm cái ghế đậu chồng lên giữa hai tủ. Sau đó, bơi ngược lại phía chị. Đưa đèn pin đây, ngồi lên vai tôi, thả một tay, bấu chặt vô mép tủ thờ. Tôi leo lên bàn thì nhoài người, nắm chặt thanh đà trên mái nhà. Nhớ, chưa, nhoài người té ngã. Mấy bận thì chị cũng đã đu được lên cây đà cao chót vót. Anh ta cũng cố người, đu lên cột thêm sợi dây thừng vào thật chắc, rồi tụt xuống cửa sổ. Nước còn lên, đừng ngủ quên. Lỡ mệt láo quá, nhắm không thức nổi thì cột dây rửa chặt vô người. Nước cao nhanh nữa thì đập mấy tiếng ngói trên đầu, chui lên ngồi trên nóc. Nhưng chắc không cao tới vậy đâu. Tôi về đây, trong bịch có gói mì, cái đèn pin nhỏ, chai nước và cây búa. Tôi cột trên đầu ấy nhớ, cẩn thận. Bơi ra đến cửa, anh ta ngập ngừng. Khi nãy thằng Hiệp gọi tôi, mà con nó không gọi, tôi cũng tính thu xếp xong cho mấy mẹ con bên đó treo lên mái. Sẽ bơi sang đây, tôi về. Chị vẫn nhận lời, chưa nói được câu nào, nước mắt cứ chảy. Lòng chị đang cuồn cuộn như dòng lũ kia. Kịp thì thảo khi anh ta sắp bơi. Lỡ tôi có bề nào, thằng Nghiệp. Thằng Nghiệp nó là con anh đấy. Tiếng rẽ nước không lẹ một chút. Tiếng ừ lọt thỏm trong đêm mưa gió. Nước vẫn chưa có dấu hiệu rút. Đã thôi tiếng gió hú. Nhưng mưa vẫn rào rào từng cơn. Xé gói mì tôm, nhai sống vừa nhai vừa khóc. Cả cuộc đời chỉ chưa từng biết đến hạnh phúc. Cái gì cũng vay mượn từ kẻ khác. Từ nhỏ chị đã không có cha. Chưa bao giờ mẹ kể chị nghe về cha. Chỉ biết lũ trẻ trong xóm khi thấy chị mon men đến chơi là xuống lại chiêu đồ con hoan. Chị khóc, khóc rồi ngày sau cũng tiếp tục mon men, thèm thuồng mong được chơi cùng. Khi chị lên 10 tuổi, mẹ dắt một người đàn ông về ở cùng và bảo chị gọi là cha. Chị vẫn vui, có vay mượn thì cũng là cha của chị. Có nát đòn những bận ông ta say thì vẫn có cha tới trường. Không ai gọi chị là con hoang. Ngỡ chị đã từng ngây thơ. Và ngỡ chỉ cần yêu cha thì cha cũng yêu lại chị như thế. Khi chị 12, mẹ chị bắt đầu những chuyến buôn xa. Nhà khấm khá hơn. Chị không đói ăn, không đói mặc, không thèm khát nhìn bọn trong lớp có những thứ mà chị chưa bao giờ dám mơ ước. Ăn ngon, mặc đẹp, không còn đòn roi. Mẹ chỉ cung phụng và chu cấp rất đầy đủ cho cha con chị. Không còn đòn roi. Quả thật đã không còn đòn roi. Chị ngây thơ đến nỗi ngỡ những chiều chuộng, chăm sóc, khác thường cha dành cho vì chị ngoan, học giỏi. Và vì mẹ chỉ yêu ông ta đến thế. Ngây thơ uống ngon lành cả ly sữa cha pha sẵn cho chị. Sau khi chở mẹ chị ra ga cho chuyến buôn 3 ngày, đến lúc tỉnh dậy thấy ông ta ngủ say sưa, mê mệt thỏa mãn, thì chị vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chị cũng ngây thơ đến độ tin rằng
Nếu chị im lặng thì mẹ chị sẽ đỡ đau khổ hơn, vì chị nhìn thấy cái cách mà mẹ cần ông ta. Năm ấy chị mới 12, và lần nữa lại tiếp diễn. Mẹ không thấy được sự ủ ê lặng lẽ của chị, vẫn những chuyến buôn xa, vẫn những ám ảnh làm chị sợ hãi. Mãi đến cái chết của mẹ 2 năm sau đó vì tai nạn mới giải thoát chị khỏi ông ta. Năm ấy chỉ 15, bắt đầu cuộc sống lang thang, tự lập, và 20 tuổi được cứu sống, vớt lên giữa một buổi chiều mưa gió tả tơi. Đợt ấy cũng bắt đầu mùa lũ, và chị trú ngụ lại đây như một định mệnh. Nước vẫn tiếp tục lên cao, còn khoảng nửa mét nữa là chạm cây đà chị đang ngồi. Từng cơn bão, từng cơn lũ, cứ lũ lụt kéo về như mới hôm qua. Cái đêm lăn vào người anh ta, nửa nằm, nửa ngồi hổn hển, thèm khát. Cũng vào một đêm mưa bão thế này, là thèm khát chứ không hẳn đã yêu. Chị chưa từng được yêu. Thằng Nghiệp là kết quả của một sự vay mượn tình cảm từ một người đàn ông không hề yêu chị, ăn xin từ sự vắng mặt của người đàn bà xóm trên và sự cả thèm vì những ngày vợ sinh đẻ của anh ta. Nghe tiếng kêu cứu từ nhà chị, anh ta chạy sang. Mấy cánh cửa thốc tung được anh ta cột chặt lại. Chị nhìn bàn tay rắn chắc cột phiên cửa, nhìn một thân hình vững chãi, mạnh mẽ. Chị lại chưa từng được dựa dẫm và khát khao. Chị cũng không hiểu sao mình còn có thể khát khao sau khi tưởng chừng vô cảm với đàn ông, hay bởi cái gầm bàn chật chội quá. Mà ngoài kia thì báo cướp hết gạo, đe dọa xô chị dán chặt vào anh ta. Người đàn ông đó gần quá, gần đến độ nghe được những tiếng hồn hèn trong từng hơi thở, từng làn da thứ thịt, cả trong sự run rẩy của chị. Quyện vào nhau giữa những tả tơi bão tàn, thì anh ta cũng về. Chị chấp nhận một mình mang nặng đẻ đau thằng Nghiệp. Chị không dám kể với ai chuyện đêm đó. Lẽ ra chỉ 2 người biết, cùng lắm thì trời biết, đất biết, và cơn bão gầm rú bên ngoài có thể nghe thấy. Nhưng thằng Nghiệp càng lớn càng giống anh ta như tạc, cả làng đều xâm xì. Để rồi liên tục 10 mấy năm là những tiếng chửi động từ người đàn bà, vợ anh ta. Mỗi khi bên ấy cơm không lành, canh không ngọt, chị nghe hết, và thường là nhẫn nhục vì lỗi ở mình. Nhưng cứ chửi động đến thằng Nghiệp là chị không chịu nổi. Nó thì có tội tình gì, sao cứ kéo nó vào dằn vặt, tổn thương do người lớn gây ra. Đến cái bận năm ngoái, khi chị ta ngang nhiên chạy qua nhà, ném cả bịch ni lông những thứ bẩn thỉu tung tóe khắp phòng khách, thì thằng Nghiệp điên tiết, cầm dao chạy sang, dọa sẽ chém ngay lập tức nếu còn tiếp tục chửi. Và nó lớn tiếng, tôi chẳng phải con cái gì với người đàn ông là chồng bà cả. Động đến má con tôi chém cả nhà. Chỉ đến người không kịp ngăn con, sợ nó làm liều. Người đàn bà đó cũng xanh mặt, chạy vội vào nhà đay nghiến chồng. Nhưng những cuộc khẩu chiến thì dứt hẳn. Má con chị không bao giờ đi ngang qua nhà ấy. Mỗi lần ra sông, đi vào làng, hay đi lên thị trấn học, thằng Nghiệp và chị đều đi vòng đường sau đê, rổ xa hơn cả cây số. Chị mỏi như cả người, ôm chặt cây kèo vặn nghiêng, buông thõng chân một chút, chân chạm vào nước, còn khoảng 3 tấc nữa là san phẳng cây đà chị ngồi. Giờ thì hình như chị không còn sợ, nỗi lo lắng duy nhất là thằng Nghiệp. Mấy 15 nay, chị luôn ngây thơ và tính toán sai lầm, dù đa số sai lầm vì những người thân yêu. Như cái đần chỉ quyết định tìm ba cho thằng Nghiệp, không hẳn cho chị. Vì không yêu, không tình cảm, vậy mà chị cũng có chồng, chỉ vì nghĩ đến gia đình có mẹ, ba, con cái. Giai đoạn ấy ngắn thôi, may mà ngắn. Cũng liều cột mình vào một bến nước để yên ổn, giống bao người đàn bà khác. Cả cuộc đời chị chỉ mưu cầu một điều đơn giản nhất là có một tấm chân tình, để được bình an, dựa dẫm bình an trong chính căn nhà của mình. Sau lần nào cũng chẳng toàn đắng cay, những trận đòn roi, những đêm hắn say về giày xéo trên cơ thể chị, thô lỗ, tục tằn, cả những xấu hổ đến tê tái khi để thằng Nghiệp nhìn thấy những điều lẽ ra không nên cho nó thấy. Rồi đến lúc hắn chút cả những đòn roi lên thằng bé, thì chị gần như đã muốn giải thoát. Tiếng thù thì của con làm chị dứt khoát hơn, bỏ ông ta đi má, con với má cũng đủ sống bình yên mà. Đợt ấy, chính lũ đã giúp chị giải thoát. Trận lũ năm đó, hắn vĩnh viễn trôi theo dòng nước, vì nhậu về, bước thấp bước cao ngả nghiêng trên triền đê. 3 ngày sau thì tìm được xác, giữa lùm gai tre, khi nước rút. Từ đó, chị không dám nghĩ đến một người đàn ông nào nữa bên cạnh.
Cả ba người đàn ông làm chuyện chồng vợ cùng chị đều là những ám ảnh trong đời, ghê tởm bởi những năm tháng tuổi thơ nhơ nhớp không gột rửa sạch được từ cha dượng, day dứt tội lỗi khi đi ăn giật vay mượn chút yếu lòng của chồng người đàn bà xóm giềng, và ám ảnh bởi cái gọi là hạnh phúc từ một ngây thơ suy nghĩ quá giản đơn. Chưa ai từng yêu chị cũng chưa từng yêu ai, chỉ là dằn vặt những tổn thương, chịu đựng, những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi, như thể cả cuộc đời này chị đã nhịn khóc từ lâu lắm, giờ mới một lần ngẫm hết lại, giữa mưa gió bên ngoài, và lũ lừng lẫn dưới chân, giữa những kiệt sức tả tơi, cô độc, căng thẳng hãi hùng cùng đêm tối đồng hành. Và lũ nước chạm cây đà chị ngồi, có lẽ đã 2-3 giờ sáng, chị ôm cây kẹo, ngồi ngâm mình trong nước lạnh, run cầm cập. Khi nước còn dưới cây đà, chị chỉ biết nghĩ tới con, còn sống hay chết, tưởng không thể làm chị sợ được nữa. Nhưng giờ, khi một bản năng sống còn biết mình sắp bị vùi dưới lưng lừng nước này đây, từng chút một, sẽ ngập tới gối, tới hông, tới cổ, tới miệng, chị hãi hùng và vẫy vùng muốn thoát. Nước cao nhanh nữa thì đập mấy miếng ngói trên đầu, chu lên ngồi trên nóc, cái búa trong bì, cái búa, chỉ loay hoay quờ quạng, mò mẫm tay trong nước, tìm cái bì cột vào cây đà, có cái búa trong đó, tay vẫn giữ chặt cây kẹo, và gượng đứng lên bất chấp cơn lạnh run cầm cập, chân như muốn khuỵu xuống, nước đã tới cổ, và vung tay. Bên ngoài, trời bắt đầu sáng, mọi thứ lướt qua chỉ nhẹ tênh, được sao xong ngần ấy sợ hãi, ngần ấy đau thương, nhưng rõ ràng là cảm giác ấy, hay lũ đã giúp chị cuốn phăng tất cả. Chị không biết, không biết cho chị. Nói lời xin lỗi mà mười mấy năm nay chị luôn canh cánh trong lòng. Người đàn bà ấy cũng đang khóc, vừa giữ chặt cái sóng, ghì sát vào mái ngói, vừa khóc hối chồng, treo lên mái nhà nhanh lên đi, nhanh lên, để kéo tay chị ấy, nước sắp san phẳng cả mái rồi. Chị cố bấu chặt vào mái ngói, đầu đã thò được lên mái qua chỗ chống chị đập nãy giờ, còn kịp nhìn thấy anh ta bỏ ngang người trên ngói để đến kéo chị. Phía sau là người đàn bà, vợ anh ấy, đang ngồi trên sóng, vẻ mặt lo lắng, một tay chì vào sợi dây thừng được cột vào ngọn cây dừa, tay bấu vào mái ngói giữ thăng bằng để anh đỡ chì trèo vô sóng. Chị muốn nói, mà chị muốn nói, lời xin lỗi. Tay người đàn bà cầm tay chị, xoa xoa, và chị đã rất cố gắng để mở mắt, chị mấp máy môi, chị muốn mỉm cười với họ, chị muốn nói rõ, chị không hề nặng lòng với anh ấy. Anh ta chỉ là ba thằng nghiệp, chỉ vậy thôi. Má, má ơi, tỉnh dậy, má ơi. Thằng nghiệp khóc hết nước mắt, chạy theo băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Chị nghe tiếng nó gọi má, tiếng gọi đã theo chị mười mấy năm nay, tiếng gọi níu kéo chị chưa ngủ sâu được. Má chỉ nhắm mắt một chút thôi, nghiệp à. Vâng, kính thưa quý vị. Và bài chia sẻ của sách Nói Minh Triết xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin và cái nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị nhé. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của sách Nói Minh Triết. Những tia nắng ấm áp của sự ủng hộ từ quý vị khán giả thân thương, những từ cảm ơn dường như không đủ để diễn tả lòng biết ơn mà chúng tôi dành cho quý vị. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là tiếp tục cống hiến và mang tới cho quý vị những nội dung bổ ích, ý nghĩa và độc đáo mỗi ngày. Chịu khổ là đang trả cho hết nghiệp. Chào mừng quý vị Phật tử đã đến với video trên kênh sách Nói Minh Triết, nơi chia sẻ những thông tin hữu ích về Phật giáo. Quý vị thân mến! Làm thế nào để trả nghiệp? Đây có lẽ là câu hỏi của rất nhiều người. Và để trả lời cho câu hỏi này, Phật đã dạy về cách để trả nghiệp. Chúng ta hãy cùng nghe hiểu để lúc bần cùng nhất vẫn an nhiên giữa đời. Chúng ta hay nói về nghiệp lực, nhưng không phải ai cũng biết cách làm, cách nào để trả nghiệp. Cho dù lúc ta bị bệnh, gặp tai ương cũng chỉ nhắc nhở bản thân rằng đó là nghiệp mà mình phải chịu ở kiếp này. Làm cách nào để trả nghiệp? Những căn bệnh chúng ta đang phải chịu, những sự khổ ách này nhất định là do chính mình gây ra, chứ không phải là người khác. Nếu đời này mình có làm việc đại thiện đại lành gì đi nữa, mà mình vẫn bị tai nạn,
rơi vào cảnh khổ là do trong tiền kiếp mình tạo ra, chưa đủ bù đắp nghiệp lành mình tạo ra ở hiện tại. Thế gian còn có câu, nhất ẩm nhất chát mặc phi tiền định, nghĩa là một cái ăn, một cái uống, một cái gặp nhau trong đời này nhất định cũng do tiền định, thì một cơn đau mà đến với chúng ta cũng vậy. Vì thế, khi bị bệnh, ta nên hiểu rằng mình đang trả cái nghiệp này, trong ngày hôm nay thì trả xong, sẽ khỏi trả. Hiểu được vậy thì tự nhiên ta an nhiên đón nhận căn bệnh. Vậy là ta đã trả lời được câu hỏi làm cách nào để trả nghiệp. Đó là khi nghiệp đến, ta chấp nhận. Nhưng lưu ý là ta an nhiên đón nhận căn bệnh, chứ không phải cầu mong bị bệnh. Khi tu hành, nhiều người có suy nghĩ sai lầm như Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện sẽ trả cho hết tất cả những nghiệp chướng của con để con đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Con quyết tâm giải cho hết mọi ách nạn để rồi con được thành tựu. Đây là lời nguyện hoàn toàn sai lầm đối với một người niệm Phật. Đúng ra nên nói rằng, ta an nhiên tự tại đón nhận bệnh này để trả nghiệp. Vậy làm cách nào để trả nghiệp? Có bốn trường hợp mà ta phải trả nghiệp. Đây là chìa khóa cốt yếu trong luật nhân quả. Thứ nhất là ta trả nghiệp bằng những tai nạn vô tình. Ví dụ như mưa bão cuốn người đó chết, hoặc đi ngang cây sập xuống để chết. Đang đi trên cầu thì cầu sập phải rớt xuống sông chết. Đang đi trên đồng ruộng bị xe đánh chết. Đó là những tai nạn vô tình và cũng là trường hợp thứ nhất phải trả nghiệp quá khứ. Thứ hai là oan gia đối mặt. Người mà kiếp xưa bị mình hại, bây giờ gặp lại họ đòi nợ mình. Ví dụ như có hai người bạn thân sống với nhau rất là vui vẻ. Trong một lần nọ, họ đã gây gổ, đánh nhau. Một người không kiềm được cơn nóng giận, đã cầm cây đập vào gáy của người bạn mình. Người kia gãy cổ, chết liền. Trường hợp thứ ba là người đến lúc phải trả quả báo, vô tình gặp người gây nghiệp. Nghĩa là hai người này chả có liên hệ gì với nhau trong quá khứ hết, nhưng mà lại có một người nổi điên lên, đến lúc nó phải gây nghiệp, phải giết một ai đó. Đồng thời cũng có một người khác đã tới lúc phải lãnh quả báo, phải chết, sau bị giết hại. Và hai người vô tình gặp nhau. Hai người này không phải là oan gia nhưng trùng khớp lại là một người tới lúc phải trả nghiệp, còn một người tới có tâm ác, đến lúc phải gây nghiệp. Trường hợp thứ tư là có oan trái mà lại không có ác tâm, nhưng cũng vô tình gây tổn hại. Ví dụ, có anh say rượu ngủ đằng sau chiếc xe của người lạ, người tài xế leo lên chạy không biết có người ngủ đằng sau, mà khi lái thì phải lùi. Còn anh này cũng hơi tỉnh tỉnh, nghĩ rằng mình nằm đằng sau bánh xe là an toàn vì xe chạy tới, chứ không có chạy lui. Không ngờ rằng tài xế phải lui, nên là cán lên người anh, tử vong. Làm sao để không tạo cái duyên cho cái nghiệp khởi, nở ra, đừng sợ cái nghiệp, đừng mong cái nghiệp, đừng lo cái nghiệp, đừng khổ vì cái nghiệp, thì tự nhiên cái nghiệp nó nằm đó, nó chờ trong tương lai, một kiếp nào đó nó mới hiện ra. Trong thời gian chờ đợi tương lai hiện ra, thì ta được tương ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà Phật đã về Tây Phương Cực Lạc rồi. Khi về tới Tây Phương Cực Lạc, ta trở nên Bồ Tát bất thối chuyển, thần thông đạo lực vô cùng nhiệm màu, bao trùm pháp giới. Ta dùng cái thần thông đạo lực đó vì chúng sanh chịu khổ mà xuống các quốc độ cứu độ chúng sinh. Lúc đó, ta trả nghiệp, nhưng không phải là ta xuống dưới địa ngục để chịu hành hình, mà ta trả nghiệp bằng cách dùng thần thông đạo lực và trí huệ của một vị Bồ Tát bớt thối đi cứu độ chúng sinh, giảng kinh thuyết đạo, dẫn chúng sanh đi về Tây Phương để mà trả nghiệp. Chính vì thế, xin thưa, nghiệp nó đến với chúng ta là do chúng ta mời nó tới. Còn nếu chúng ta cứ một lòng một dạ duyên với Tây Phương Cực Lạc, nghĩ A-di-đà Phật, nhớ A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, nguyện về Tây Phương với A-di-đà Phật, thì tự nhiên cái nhân đi về Tây Phương đã chín muồi trong tâm chúng ta, nhờ do sức nguyện làm thành cái duyên để nảy nở cho chúng ta cái quả báo. Quả báo đi về Tây Phương, thành đạo, nhất định đời này đã có vận hạn rồi, không sao cả. Khi cái tâm chúng ta buông ra, thì tự nhiên cái nghiệp nó cũng buông chúng ta ra. Nó nằm im đó để cho chúng ta lấy cái nhân A-di-đà Phật để thành kết quả A-di-đà Phật. Gọi là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Lâu nay, khi gặp những hoàn cảnh bất hạnh đến dồn dập, thì chúng ta luôn oán thán trời đất đã làm cho mình khổ. Nhưng không phải trời đất là mình khổ, mà chính nghiệp của mình làm cho ta sướng hay khổ. Biết được nghiệp ấy rồi, tự mình chuyển hóa bằng cách tu tập, sửa đổi, chứ không nên than trời trách đất. Học hiểu đạo rồi,
chúng ta phải chuyển đổi nghiệp xấu thành tốt, cái dở thành cái hay. Đó là tu. Đừng than oán, trách trời trách đất, mà phải trách mình trước tiên. Những gì mình đã làm ngày nay, kết quả đến đúng như hành động của mình, không sai chạy. Người không khéo tu, không nói lành, làm lành, nghĩ lành, nên mọi người chung quanh ghét bỏ. Khi bị mọi người ghét, cậu ấy lại đổ thừa tại trời xui, Phật khiến cho người ta ghét mình. Cho nên, khi thấy người ta không thương mình, thì phải tìm lý do tại sao lại như vậy. Vì mình không tốt, không giúp đỡ ai hết, làm sao người ta thương mến gần gũi được. Như vậy, đâu phải Phật trời xui khiến. Chuyện tốt xấu, lành dữ của mỗi người là do nghiệp chi phối dẫn dắt mà có các cảnh tốt xấu, chứ không phải một đấng thần linh nào tạo ra. Nên nhớ, nghiệp từ lời nói, hành động, ý nghĩ mà ra, nên ta phải thường xuyên quan sát ba nghiệp của mình. Lời nói, hành động, ý nghĩ xấu tạo thành nghiệp ác thì sẽ chuốc quả ác. Lời nói, hành động, ý nghĩ tốt tạo thành nghiệp lành thì được hưởng quả tốt. Biết vậy, giờ chúng ta chuyển đổi lại, bỏ những lời hung ác, dữ dằn, nói lời hiền hòa, đức hạnh, thì tự nhiên mọi người chung quanh sẽ thương mến. Đó là người khéo tu. Nghiệp từ thân, miệng, ý mà ra, thì cũng phải từ thân, miệng, ý mà thay đổi. Có thay đổi là biết tu, không thay đổi là không biết tu. Không phải trời phạt, không phải trời hành, mà chính là nghiệp ác mình gây ra, khiến cho ta phải khổ. Các bậc cổ đức xưa kia đã hiểu được đạo Phật một cách thấu đáo, nên răn dạy con cháu rất nhiều về điều này. Nghiệp không có hình tướng, không thật, nhưng đã gây tạo thì nó không mất, chỉ có thể chuyển đổi thôi. Dù tai nạn xảy ra, tất cả sự vật bên ngoài bị thiêu hoại, chứ nghiệp theo sát bên mình không bao giờ mất. Vì vậy, chúng ta phải sợ nghiệp ác, nghiệp dữ vậy chứ. Duyên trong đạo Phật là chỉ cái gì? Chỉ cho tất cả chúng sanh sinh ra đời đều có duyên trước đã tạo, duyên trước rồi nên ngày nay mới gặp lại nhau, gọi là hợp duyên. Trong kinh kể, Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo, mỗi sáng trước khi đi giáo hóa hay khất thực, Ngài dùng thiên nhãn quan sát nơi nào, người nào có duyên với mình, Ngài mới đến đó để khất thực, vừa để độ họ, gọi là Phật hóa hữu duyên nhân, tức Phật độ người có duyên với Ngài. Hiểu nhân duyên nên biết mình nợ nhiều, nên cố gắng tu tâm để có đủ khả năng đền trả lại cho người, bằng cách giáo hóa, hướng dẫn thí chủ tu tập. Nên trong các cách trả nợ, làm thầy là cách trả nợ cao thượng nhất, nhưng nên nhớ, cũng chỉ là trả nợ thôi, không có gì phải kiêu hãnh cả. Cho nên, cúng Phật là để gieo duyên, mà đã là gieo duyên thì không nên khấn cúng dường ba bảo, nguyện cho ba bảo thường còn để chúng ta còn có chỗ nương tựa mà tu hành. Đó là tâm niệm chân chánh, hợp với đạo lý. Phật đã từng bảo ta, không có quyền ban phước giáng họa cho ai. Phật chỉ là một vị đạo sư, tức là ông thầy dẫn đường, chỉ cho chúng sanh tránh con đường khổ, đi con đường lành. Đó là bổn phận của một bậc đạo sư, chứ không thể cho ai cái này cái kia. Nhưng người ta vẫn cầu xin như Phật có quyền ban phước giáng họa, thì Ngài đâu có cần dạy chúng ta tu, thực hành đúng đạo lý nhân quả. Đạo lý nhân quả dạy, người gieo nhân lành thì sẽ hưởng quả lành, gieo nhân ác thì chịu quả ác, lành dữ, khổ vui, đều là tự nhân mình đã gieo mà có, chứ không phải Phật cho. Lời dạy về nhân quả nghe để giảm nghiệp và hưởng phước báu. Đạo Phật luôn đề cao tinh thần nhân quả. Chúng ta sống trong cuộc đời này đều là sống trong nhân quả. Cuộc sống của chúng ta hiện nay là thừa kế kết quả của đời trước, gọi là thừa kế nghiệp. Chữ nghiệp trong Phật giáo có ý nghĩa sâu. Một số người thường quan niệm, mỗi người sinh ra đều có số mệnh. Người có số giàu thì giàu, người có số nghèo thì nghèo, người có số xấu thì xấu. Trong đạo Phật, không nói số mệnh mà cho là nghiệp. Nếu nói là định mệnh, thì sẽ ngăn chặn con đường tiến hóa. Số mệnh định sẵn như vậy rồi, không thể chuyển được nữa. Do con người tin như vậy nên đầu hàng số phận. Trái lại, Phật giáo cho là nghiệp. Chúng ta tu có thể chuyển hóa được nghiệp, tức là những hành động, tạo tác của con người trong đời trước hay đời này. Nghiệp do chúng ta tạo nên, có thể chuyển đổi. Nếu lỡ tạo nghiệp xấu, nghiệp ác, chúng ta thức tỉnh biết đó là sai quấy, quyết tâm sửa đổi thì chuyển thành nghiệp lành, nghiệp tốt, đó là tu. Có tu mới đưa con người tiến hóa, thăng hoa, đem lại niềm tin cho chính mình. Theo tinh thần Phật dạy,
tất cả chúng ta đều sống trong nhân quả. Sống với quả hôm nay là do nhân đời trước. Quả lành dữ, khổ vui hoặc là vô trí, sang hèn đều có nhân đời trước, chứ không phải là ngẫu nhiên. Do con người tạo nghiệp không đồng nên sanh ra mỗi hoàn cảnh không đồng nhất. Có những người sanh ra trong một gia đình, một cha mẹ nhưng có đứa thông minh, có đứa không được thông minh, có đứa giàu, có đứa không làm ăn được. Theo khoa học nói, ghen cha mẹ sao con cái như vậy. Nhưng đôi khi cha mẹ rất thông minh mà con thì lại ngu đần. Cha mẹ không thông minh mà con lại là thần đồng. Vậy đâu phải do ghen. Vì vậy, nếu lấy tinh thần khoa học mà giải thích thì không thể giải thích hết được. Phật Pháp thấy rõ điều này rất đơn giản. Đều do nhân quả nghiệp báo của con người đã tạo ra từ đời trước. Như đời trước đã tạo nghiệp sáng suốt, trí tuệ, nên đời này lưu lại, sanh ra người đó phát triển trí tuệ sớm. Có những đứa bé thần đồng, sinh ra đã biết những điều nó chưa được học. Có những người mới gặp nhau lần đầu, đã cảm thấy có cảm tình, hoặc mới gặp mà cảm thấy ghét cay ghét đắng. Do cái gì? Do nghiệp duyên đời trước, ai gần gũi với mình nên gặp nhau đã có cảm tình. Còn người kia cũng hội nghiêng trái nghịch nên thấy lần đầu đã không có cảm tình. Đó là tinh thần nhân quả Phật dạy. Hình tướng mỗi người cũng vậy. Hàng triệu người không ai giống ai. Trong kinh Mười Thiện, Phật dạy Long Vương, Ngài nói, ông có biết trong hội này và trong biển cả bao nhiêu là hình sắc chủng loại mỗi khác nhau. Tất cả như thế đều do tâm tạo. Nghiệp lành hay giữ nơi thân, khẩu, ý mà ra. Do chúng sinh trước kia tạo nghiệp sai biệt, nên khi sanh ra cũng có những sai biệt. Chúng ta ngồi đây, mỗi người đều có tâm tư suy nghĩ sai biệt nhau, nên hiện ra dáng vẻ khác nhau. Tuy ngồi chung một nơi, nhưng trong tâm mỗi người là mỗi cảnh giới riêng. Như hai đứa trẻ sinh đôi giống hệt nhau, nhưng vẫn có một hai điều gì đó khác biệt. Vì tâm tư của mỗi người lại có những nét khác, nên trên hình tướng cũng có vẻ khác nhau. Phật dạy, mỗi người sanh ra là sống trong nhân quả, sống trong nghiệp lực. Con người không làm chủ được mình mà do nghiệp làm chủ chúng ta. Người học Phật biết sân giận là xấu, nhưng gặp chuyện thì cũng không sân không làm chủ được. Như người bệnh tiểu đường biết ăn ngọt là không tốt, nhưng mà gặp ngọt cũng thèm. Hoặc có những vị nghiện rượu, thuốc, biết là bệnh nhưng mà không bỏ được, cuối cùng bị nó dẫn. Như vậy, nghiệp làm chủ mình chứ mình không làm chủ được nghiệp. Nhà Phật gọi là bị nghiệp sai sử. Tu là chuyển nghiệp, tu Phật là chuyển nghiệp, vì Phật dạy nghiệp không cố định. Phật dạy, cái gì có sanh thì phải có diệt. Nghiệp cũng vô thường, nghiệp do chúng ta tạo ra, thì chính mình có thể chuyển hóa nó. Có người không hiểu, yếu đuối cứ an phận với nghiệp lực, nên than, sao nghiệp tôi nặng quá. Tất cả chúng sanh đều có thể chuyển được hết. Đức Phật là tấm gương cho mọi người. Phật hiện ra nơi đời giống như chúng ta, không phải ở trên trời rơi xuống. Nếu như Ngài ở trên trời hiện xuống thành Phật, thì không ai dám tu theo Ngài. Vì nghĩ Đức Phật quá cao siêu, là một vị trời, còn mình ở dưới đất đâu có bằng được. Đức Phật đến với cuộc đời này là một con người, có cha mẹ sinh ra, lớn lên, lập gia đình, sống thụ hưởng năm dục trong cung vua, rồi thái tử đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh giả bệnh chết hình ảnh cho Ngài thức tỉnh. Là vị sa môn từng bước ung dung trong cuộc đời, Ngài hỏi sa môn chân lý để thoát cảnh sanh ra, bệnh chết, được sa môn giải thích cho con đường tu hành giải thoát, nên Ngài quyết định đi tìm cầu chân lý. Con người đã có sanh thì có chết, sanh tử đều có nguyên nhân của nó, nếu tìm được nhân sanh tử thì sẽ có cách giải quyết sanh tử. Theo tinh thần khoa học, quả từ nhân mà có, như các nhà bác học thấy bệnh chó dại, phải tìm ra nguyên nhân nào gây ra bệnh chó dại, tìm được con vi trùng chó dại, chưa diệt nó thì sẽ hết bệnh. Phật cũng vậy, Ngài quyết chí vượt thành xuất gia tìm đạo, cuối cùng đến cội Bồ Đề thiền định. Sau đêm 49, Ngài giác ngộ thành Phật, thấy rõ nguyên nhân của sanh tử luân hồi là 12 nhân duyên, đó là nhân để có sanh tử. Nếu dứt được tập nhân thì giải thoát sanh tử, chứng đại niết bàn, Ngài thành tựu được. Sau đó, Ngài chỉ dạy cho mọi người như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tổ Xứng A-La-Hán, chấm dứt cội gốc sanh tử luân hồi. Như vậy, nghiệp chuyển được, chứ không phải là cố định. Mọi người chúng ta khi thấy cảnh người sanh giả bệnh chết, nghĩ đó là chuyện thường nên an phận. Ai sanh ra cũng chết, nên mình chết là chuyện thường.
không nghĩ gì thêm khác. Nhưng với Thế Tôn, Ngài quyết tìm nguyên nhân để giải quyết dứt điểm. Đó do đó, Ngài vượt lên chuyển được nghiệp. Điều này cho chúng ta thấy rằng, Ngài là con người, Ngài đã làm được, thì chúng ta cũng là con người. Và chúng ta cũng như Ngài, thì ai cũng có thể làm được. Theo ý nghĩa, Phật là người giác ngộ. Chúng ta cũng có thể giác ngộ như Phật. Nhưng Phật giác ngộ ở đâu? Ngài giác ngộ tự tâm. Vậy mọi người có tâm thì đều có giác ngộ. Chúng ta học lịch sử Phật, nếu nói lại cho người khác nghe mà dùng từ không chính xác, sẽ bảo Đức Phật có cha là Vô Tình Phạm, mẹ là Hoàng hậu Ma Gia, vợ tên Gia Du Đà La, có con tên là La Hầu La. Nói như vậy là chưa chính xác, vì Phật làm gì có vợ có con. Thái tử Tất Đạt Đa mới có vợ, có con, sống trong hoàng cung, rồi vượt thành xuất gia, đi tìm đạo, đến khi chứng ngộ, mới gọi là Phật. Như vậy, Phật là một bậc toàn giác, từ một con người bình thường, sau đó giác ngộ, nên gọi là Phật. Như vậy, mọi người đều có thể tu chuyển nghiệp được. Chúng ta không nên mặc cảm tôi tội lỗi quá, chắc tu không được. Nếu vậy, Phật ra đời làm gì? Phật ra đời để chỉ dạy cho chúng sanh tu. Tu là sửa, sửa cái xấu thành cái tốt. Cũng như Ương Quật Ma La là một tên sát nhân, ông nghe theo lời thầy chỉ dạy, lấy 1.000 lóng tay của người, sâu thành chuỗi đeo, sẽ được truyền giải pháp bí yếu của đảng ngoại đạo. Từ đó, ông đi giết người, lấy được 999 ngón tay, chỉ còn lại một ngón cuối cùng. Ai thấy ông cũng sợ, đến tránh mặt hết. Khi đó, vua sai quân lính đến bắt ông ta về trị tội. Nếu không, là nỗi kinh hoàng cho muôn dân. Bà mẹ nghe vậy lo sợ nên đi đến báo cho ông hay. Nhưng ông lại định giết mẹ, để lấy cho đủ số lượng 1.000 lóng tay. Đức Phật dùng Phật nhãn quan sát thấy ông có duyên nên hóa độ, và không muốn ông mang tội đại ngỗ nghịch là giết mẹ, nên Phật xuất hiện trước mặt ông. Thế là ông rượt theo Phật, ông càng giật, nhưng sao thấy Phật vẫn cách xa, nên mới la, này, Cù Đàm, ông hãy dừng lại. Đức Phật bảo, ta đã dừng lâu rồi, chỉ có ông là chưa dừng thôi. Ông ngạc nhiên hỏi, Ngài đang đi, tôi đang chạy không kịp, mà nói là dừng khi nào? Phật bảo, ta dừng đây là dừng tâm tham, sân, sát nghiệp. Những cái đó, chính ông chưa chịu dừng. Nghe đó, Ương Quật Ma La có sự tỉnh ngộ. Sau đó, Phật thuyết pháp giáo hóa cho ông, và chứng A-La-Hán, giải thoát được nghiệp sanh tử. Như vậy, một người giết tận cũng có thể chứng thánh, chuyển được nghiệp. Cũng như tỳ kheo Ni Liên Hoa Sắc, bà có sắc đẹp, trước cũng tạo nghiệp rất nhiều, sau được Ngài Mục Kiền Liên độ. Nhân duyên thế này, một hôm, Mục Kiền Liên đi khất thực ngang khu vườn, có một vị nữ trung niên lớn rất đẹp đứng đón, dùng những lời lẽ mời mọc, gợi chuyện, muốn chọc phá Ngài. Mục Kiền Liên là vị đệ nhất thần thông, nhìn qua biết đây là một cô gái kỹ nữ, đến để mê hoặc mình. Tôn giả dùng thần lực thấy được những uẩn khúc chứa chất trong lòng người phụ nữ này, nên Ngài mới nói, thật đáng thương cho cô. Tuy hình dáng bên ngoài thật đẹp, trang sức lộng lẫy, nhưng bên trong chứa đầy ô uế, không ngừng. Thân thể cô bất tịnh, tâm hồn cô ô uế, vùng vẫy trong bồn nhơ như con voi già đang xa lầy, vùng vẫy chừng nào nó càng lún sâu chừng ấy. Người phụ nữ nghe vậy giật mình, cảm xúc rơi lệ, tại sao vị này biết hết cảm xúc trong lòng mình? Cô mới thưa, bạch tôn giả, Ngài đã biết rõ tâm của tôi. Tôi cũng không qua mắt được Ngài. Tôi nghe danh Ngài là thần thông đệ nhất. Tôi không tin thần thông có thể vượt qua được sắc đẹp. Tôi biết mình là người nhiều tội lỗi và cũng nghĩ đến việc hướng thiện. Nhưng bây giờ quá tuyệt vọng vì tội lỗi quá nhiều. Tôi là một kẻ không thể cứu vớt được. Vì với một quá khứ ghê sợ, sau này tôi sẽ bị quả báo không lường trước được. Tôn giả Mộc Kiền Liên liền an ủi, cô không nên tự làm khổ mình như vậy. Cũng đừng có thất vọng. Tội nghiệp dù có nặng đến đâu, nếu một phen sám hối thì đều có thể cứu vãn. Y phục giờ có thể giặt rũ cho sạch, thân thể ô uế có thể dùng nước tẩy rửa, tâm không thanh tịnh có thể dùng Phật pháp rửa sạch. Dòng sông nhơ nhấp chảy ra biển cả, biển lớn có thể làm sạch được nước trong sông. Lời dạy của Đức Thế Tôn chúng tôi cũng đủ sức làm lòng người ô uế trở nên thanh tịnh khi biết sám hối những tội nghiệp quá khứ. Mục Kiền Liên đã đem lại niềm tin cho Liên Hoa Sắc. Tội lỗi nhiều nhưng cũng có thể rửa sạch,
nếu chúng ta biết chuyển hóa tu tập. Nhưng cô lại thưa, tội lỗi quá khứ của tôi quá khủng khiếp. Tôi kể ra e tôn giả bỏ chạy. Ngài Mục Kiền Liên nghe vậy cũng cố an ủi, cô hãy nói ra đi. Cô nói, tôi tên là Liên Hoa Sắc, con gái của vị trưởng giả giàu có trong thành Thức Sa Thi La. Năm, 6 tuổi cha mẹ lập gia bầy cho tôi, nhưng không lâu, cha tôi qua đời. Bà mẹ quá bụa bèn tư thông với chồng tôi. Biết được việc này, tôi quá đau lòng. Lúc ấy, tôi sanh được một đứa con gái, tôi bỏ lại cho chồng nuôi. Sau đó, tôi tái giá với người ở tỉnh khác. Anh ta là một thương gia, nhưng một lần đi buôn bán ở xa, ở thành Thức Xa thì là trở về. Ông ta lén mua một nàng thiếp, giấu riêng ở một nơi nào đó. Tôi được người cho biết và nổi máu ghen. Tôi quyết tìm người con gái đó để xử cho một trận. Nhưng khi gặp mặt, tôi mới té ngửa. Không ai xa lạ mà chính là đứa con gái chồng trước của tôi. Nói đến đó, cô khóc nghẹn. Tôn giả an ủi, cô không nên thương tâm quá độ. Người mà biết rõ quá khứ, vị lai thì xem đó là luân hồi nhân quả. Đó là nhân quả mà cô đã tạo đời trước, nên bây giờ nó trở lại, chứ không phải ngẫu nhiên đâu. Thật ra, đời người là một bể khổ. Sau đó, cô kể tiếp, với nỗi khổ đau như vậy, tôi bỏ nhà đi. Bắt đầu tôi chán ghét thế gian, nên mang thân này làm kỹ nữ, mua vui cho thiên hạ, đùa cợt với mọi người đàn ông, khiến cho gia đình họ tan vỡ, vợ họ đau khổ, để trả thù đời. Do đó, tội lỗi tôi không thể lường được, tôi chỉ biết kiếm tiền để xài, phương phí, gieo bao đau khổ cho người. Bây giờ đây, tôi không biết phải sám hối như thế nào. Tôn giả Mộc Kiền Liên nghe qua biết cô còn chút thiện tâm, mới đem giáo lý nhân quả của Phật giải thích cho cô nghe. Mọi việc đều có nhân có quả. Do nhân đời trước đã tạo, nên đời này phải chịu quả báo như vậy. Bây giờ muốn chuyển đổi thì phải khéo tu, chứ không phải để như vậy hoài. Sau khi nghe tôn giả thuyết pháp, Liên Hoa Sắc tỉnh ngộ, mới đi theo tôn giả về gặp Phật. Sau đó, bà được Phật độ tu hành, chứng thánh vị A-la-hán, cũng nổi tiếng đệ nhất thần thông trong hàng ni chúng. Đây là bài học đánh thức mọi người, thấy rằng dù cho tội lỗi nhiều như vậy thì tánh giác cũng không mất. Nên nhà Phật có câu nhất thiết chúng sanh giải hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Người nhiều ác nghiệp, nếu tỉnh giác tu hành, có thể chuyển đổi thành thánh. Vậy thì số phận, định mệnh có thể chuyển chứ không phải an bài như nhiều người đã nghĩ. Liên Hoa Sắc tội lỗi nhiều như vậy còn chuyển được, tu chứng A-la-hán. Chúng ta ngày nay tội lỗi đâu nhiều như bà, mà lại nghĩ không thể tu được. Chúng ta nếu chịu tu, chịu chuyển hóa, thì sẽ có kết quả tốt. Trong Phật Pháp có tứ chánh cần, tức là bốn điều siêng năng tinh tấn. Thứ nhất là điều ác chưa sanh thì ngăn không cho nó sanh. Thứ hai là điều ác đã sanh rồi, thì khéo tinh tấn siêng năng để diệt trừ nó. Thứ ba là điều thiện chưa sanh, làm cho nó sanh. Thứ tư là những điều lành đã sanh, thì làm cho nó phát triển hơn. Vậy thì điều ác chưa sanh, chúng ta ngăn dứt, đừng cho nó sanh. Điều ác đã sanh, thì chúng ta tinh tấn tu hành, trừ cho nó rất sạch. Những điều thiện chưa sanh, làm cho nó phát triển lên. Càng phát triển nhiều điều thiện, thì điều ác càng bớt. Giống như làm ruộng vườn trồng nhiều hoa quả, cây ăn trái, thì bớt cỏ. Còn lười trồng hoa quả, rau cải thì cỏ hoang mọc nhiều, rắn rết ẩn nấp. Cũng vậy, chúng ta tạo nhiều điều kiện thiện thì điều ác bớt lại, còn điều ác nhiều thì rắn rết ẩn thêm nhiều, phiền não, đau khổ. Phật dạy chúng ta phải khéo biết tu, để vươn lên, chuyển nghiệp, mới mong đem lại cho chính mình sự an vui vĩnh chín. Trong kinh Pháp Cú có dạy, tự mình làm điều ác, tự mình sanh nhiễm ô, tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh mình, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Nghĩa là mình làm điều ác thì tự mình làm ô nhiễm, tự mình không làm ác, tức là làm điều thiện, là tự thanh tịnh cho mình, tự mình làm cho mình trong sạch, thanh tịnh hay không thanh tịnh là quyền của mình. Phật không đem đến thanh tịnh cho mình, mà là Ngài chỉ dạy cách thức làm cho mình thanh tịnh. Phật chỉ con đường cho chúng ta đi, nên gọi Phật là Đại Đạo Sư. Phật là Đại Y Vương, vị thầy thuốc cho thuốc chúng sanh để uống. Chúng sanh có uống thì mới hết bệnh được, không uống thì vẫn bệnh. Tịnh hay không tịnh là tự mình. Phật đem lại niềm tin cho mọi người, để tự mình có niềm tin tiến lên.
vì nghiệp từ tâm mà tạo. Tâm nghĩ lành thì con người làm lành, tâm nghĩ ác thì con người làm điều ác, tâm sân thì tạo nghiệp sân. Cho nên, tâm là gốc của nghiệp, muốn chuyển nghiệp phải chuyển từ tâm, không nên lo chuyển cảnh ở bên ngoài. Chúng ta nóng giận rồi mua cây trái cúng Phật, cầu Phật cho con đừng giận, có được không? Nóng giận là từ tâm của chúng ta. Chúng ta đi chùa học Phật, nhớ lời Phật dạy, nóng giận là nhân xấu, tạo thành những quả xấu cho mình. Luôn nhớ vậy thì sẽ bớt giận, hết giận thì thanh tịnh. Phải tự mình chuyển hóa như vậy, không phải chỉ lo cầu Phật bên ngoài. Đạo Phật rất thực tế. Chúng ta học Phật phải chứng nghiệm được lời Phật dạy ngay trong đời sống, chứ không phải đợi qua kiếp sau. Đây là một chân lý, là lẽ thật ngay bây giờ. Chúng ta thực hành, chứng nghiệm ngay cuộc sống này, sẽ bớt phiền não, thêm an vui. Chúng ta tu là phải sáng suốt, thấm được giá trị của Phật Pháp mới thấy Phật Pháp cao quý biết chừng nào, và càng vững niềm tin bằng trí tuệ chân thật như vậy. Muốn chuyển nghiệp phải chuyển tâm phải học Pháp Phật. Có dạy bài kinh, ngày xưa có vị bà La Môn tu theo Pháp Tịnh Thủy Hành, tức là dùng nước để rửa sạch tội lỗi. Mỗi ngày hai thời sáng chiều, ông đều xuống nước tắm. Phật biết ông có chủng tử lành nên nhất là hai loại tổ bất đắc khổ, được rồi lại mất đi, và mong muốn mà không thể thành. Tàn khốc nhất của nỗi khổ này là tước đoạt quyền lợi của con người. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc nào cũng bị giày vò, lúc nào cũng trăn trở khôn nguôi. Lòng tham thì vô đáy mà thực tế lại phũ phàng. Đời người mấy ai dám vỗ ngực tự hào cầu gì được nấy. Vì thế, nỗi khổ này có tự trong tâm. Tâm tham thì khổ, tâm không tham thì hết khổ. Có cầu ắt có khổ, không cầu tự nhiên khổ không tìm đến. Phật chỉ ra 7 nỗi khổ lớn của con người đời là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở mỗi chúng ta phải biết đối mặt với hiện thực cuộc sống, sẵn sàng cho những điều không như ý. Và trên hết, tự mình tu dưỡng giác ngộ, loại bỏ tâm phiền, loại bỏ đau khổ, bước tới cảnh giới cao hơn của sự tồn tại. Không vì khổ mà nhu nhược, không vì khổ mà oán hơn. Mỗi nỗi khổ ta trải qua trong đời sẽ là một bài học, một trải nghiệm đáng quý để thấu hiểu hơn lẽ nhân sinh. Một kiếp người, không khổ thì không trọn vẹn, không khổ thì không trưởng thành, vững vàng tiến lên, hay nhút nhát lùi xuống, thì nỗi khổ cũng sẽ ập đến. Vậy bạn chọn cách nào? Làm thế nào để thoát khỏi những khổ đau sống trên đời? Ai cũng khổ. Mỗi người khổ bất toại ý mỗi kiểu. Một số người bạn của tôi thường than thở, đời mình sao mà khổ quá, mình không muốn sống nữa. Vậy đời có hoàn toàn khổ như chúng ta thường nghĩ hay không? Để trả lời cho câu hỏi đó, trước hết tôi xin được nhắc lại 2 trường hợp tự tử khá nổi tiếng vừa mới xảy ra gần đây. Đó là ông Anthony Biden, người đầu bếp từng theo cựu Tổng thống Mỹ Obama về Việt Nam, đã thắt cổ tự vẫn trong phòng một khách sạn tại Pháp, và bà Skepier, nhà thiết kế túi sách của thương hiệu lớn đã tự tử tại nhà riêng ở New York vì chồng đòi ly hôn. Đó là 2 trong số những vụ tự tử mà các nước phát triển như Mỹ, Nhật chiếm đa số. Một trong những nguyên nhân là do họ bị stress, áp lực, căng thẳng. Vậy stress là do đâu? Stress đến từ nhiều nguyên nhân. Stress về công việc vì tình cảm hoặc vì tiền bạc, danh vọng. Khi không đạt được như ý muốn, suy cho cùng, nguyên nhân sâu xa đó là vì lòng tham muốn mình giải quyết tốt công việc và muốn bản thân mình nắm giữ, giải quyết hết tất cả công việc, muốn con đường mình đang đi luôn gặp thuận lợi mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Đến khi không được như ý, thì người đó sinh ra chán nản, thất vọng. Từ đó khởi lên ý định quyên sinh. Tất cả điều đó chỉ nằm trong cái khổ mà Đức Phật dạy, cầu bất đắc khổ, cầu không được là khổ. Dù cho đôi khi cầu với tâm niệm tốt mà cầu không được, thì vẫn cứ khổ. Có một hình ảnh của thiên nhiên, nếu chúng ta biết nhìn, sẽ thấy đó là bài học lớn để cho chúng ta biết chấp nhận sự đa dạng và sống hồn nhiên với cuộc sống này. Hình ảnh thứ nhất, vì sao dòng sông luôn không chảy thẳng mà phải chảy quanh co khúc khuỷu? Dòng sông phải lách qua những chướng ngại gập ghềnh để về với biển cả. Đời người cũng như vậy, đường đời có nhiều chông gai, chúng ta chỉ có thể lách qua trống để mà tồn tại. Hình ảnh thứ hai, những con tắc kè, con cá, con rắn, đổi màu. Vì sao chúng đổi màu? Là vì để thích nghi với môi trường sống. Không đổi màu, mạng sống của chúng sẽ bị đe dọa, nguy hiểm hơn. Cũng vậy, trong tất cả mọi phương diện của cuộc sống,
chúng ta phải biết tự thích nghi. Không ai có thể đem niềm vui đến cho chúng ta ngoài chính bản thân tự tạo lấy. Cho nên, khi đã rõ được vấn đề, thì chúng ta cứ làm việc, cứ sống. Hãy xem công việc chỉ là công việc, hoặc xem nó là một trò chơi, thậm chí xem nó là một bộ môn nghệ thuật, rồi cố gắng làm nó bằng sự nỗ lực hết mức có thể. Còn thành công được bao nhiêu thì mặc kệ nó, vì mình đã cố gắng hết sức rồi. Nếu không suy nghĩ như vậy, lúc nào chúng ta cũng thấy áp lực, rồi thấy mình khổ. Mà thực ra là do mình không biết tư duy theo hướng tích cực mà thôi. Nhiều danh nhân, Phật tử mà tôi từng được đọc, được biết như Steve Jobs, đồng sáng lập công ty Apple, ông Lâm Hoàng Lộc, chủ tịch tập đoàn VP Bank. Những người này đã áp dụng lời Phật dạy vào đời sống. Họ kinh doanh nhưng rất tự tại, ung dung. Với họ, kinh doanh chỉ là một trò chơi, tiền bạc chỉ là những con số nhảy trên bảng điện tử. Dĩ nhiên có người sẽ nói, những con người đó dễ tự tại vì họ đã sở hữu được cả khối tài sản khổng lồ, muốn tự tại lúc nào mà chả được. Còn chúng tôi, hàng ngày vẫn phải lo vật lộn kiếm kế sinh nhai, lấy gì mà tự tại. Nên các bạn đừng quên rằng giới danh gia là những người bị stress nhiều nhất, tự vấn nhiều nhất ở Âu, Mỹ. Họ là những người đi học thiền nhiều nhất để giải tỏa áp lực. Còn nói về công việc, những người đó chẳng nhằm nhò gì so với các vị vua Lý Trần ngày xưa. Mỗi ngày nội việc các vua phải giải quyết chuyện 3 cục, 6 viện, cũng đủ làm họ mệt phờ dâu rồi. Thế nhưng mà phần lớn họ đều là những thiền sư, vẫn chấp chính, vẫn chức tác thi ca, để lại cho người đời sau nhiều kiệt tác. Và bạn cũng đừng quên rằng, các doanh nhân hiện nay phần lớn họ là những người khởi nghiệp, làm nên từ hai bàn tay trắng. Cuộc sống đừng bao giờ bao biện và đổ lỗi. Đổ lỗi thì dễ, ai cũng làm được. Biết vượt lên hoàn cảnh mới thực là nghị lực đáng quý. Tấm gương nghị lực trên thế giới có rất nhiều. Một trong số đó là Nick Vujicic, là người bẩm sinh cột cả hai chân lẫn hai tay, nhưng không bao giờ đầu hàng số phận. Ngược lại, anh luôn nỗ lực học tập, trở thành giáo sư, có tài hùng biện tuyệt vời, là người đã từng đến Việt Nam diễn thuyết vào 2013 mà có lẽ không ai là không biết đến. Do đó, trước nghịch cảnh dù khó khăn đến mấy, chúng ta cũng phải biết tìm cách khắc phục, vượt qua. Không nên chỉ biết than thân và đầu hàng số phận. Cây tùng trưởng thành trên vùng sỏi đá cằn cỗi, bao giờ cũng cứng chắc hơn cây mọc ở vùng đất màu mỡ. Không dám đương đầu khó khăn để tìm giải pháp, mà lại tìm đến cái chết, thì chỉ làm cho mọi việc càng rối thêm lên mà không giải quyết gì. Đầu hàng là tự đưa tay mình vào gông, là thể hiện sự nhu nhược bất lực. Không đầu hàng số phận, chúng ta mới có thể tìm ra ánh sáng để mở toang cánh cửa cuối đường hầm. Ai cũng khổ. Có thân thì có khổ, nhưng có khổ mới nên thân. Cuộc sống ở đâu cũng có những vấn đề của nó, tùy theo nghiệp lực và hoàn cảnh mà có những nỗi vui, khổ khác nhau. Chẳng có nơi nào là thiên đường, cũng chẳng chỉ riêng nơi ta đang sống là địa ngục. Thiên đường hay địa ngục là do từ nơi ta. Muốn thành công, ta phải biết nếm mùi khổ đau. Tôi tạm gọi khổ đau và hạnh phúc có những nấc thang của nó. Muốn hạnh phúc ở bậc 2 thì phải đi qua khổ đau bậc 1. Muốn thành công bậc 3 thì phải trải qua khổ đau bậc 2. Thuyền to thì sóng lớn, càng cao danh vọng càng nhiều gian nan. Đó là quy luật tất yếu. Để trở thành thiên tài thì phải hy sinh và thậm chí đánh đổi rất nhiều. Hạnh phúc hay thành công không phải tự nhiên mà có. Vậy, chính khổ đau cũng là những liều thuốc bổ, giúp cho ta tu luyện thân tâm vững chãi, thành tựu những giá trị và có nhiều kinh nghiệm sống. Nếu chúng ta biết thưởng thức vậy thì khổ đau có thật đáng sợ không? Nhất là phần lớn thiên hạ này phải đối diện với cái khổ lớn nhất là khổ vì tình. Nói không thì là nói dóc, nhưng nó đáng sợ mà cũng không. Bởi vì có bao nhiêu kẻ nhớ ai bồi hồi như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng họ vẫn khoái cái thú đau thương ấy. Yêu không được, bị đối phương đá cho te tua, thế mà vẫn khoái, vẫn mong cho bị đá. Đời kể cũng lạ, tưởng đau thương chỉ là thống khổ, hóa ra đau thương cũng là một cái thú. Cho nên, chúng ta sống buồn chán, tiêu cực thì đã vẫn thế. Cũng chừng đó công việc, mà suy nghĩ tích cực thì tốt, suy nghĩ tiêu cực là sai. Suy nghĩ tiêu cực thì khổ, suy nghĩ tích cực thì vui. Hạnh phúc hay khổ đau do chính mình tạo ra, không ai đem đến cho mình ngoài bản thân mình. Nên cứ vui mà sống, việc đến thì làm xong thì buông hết mà ngủ.
đừng suy nghĩ. Tóm lại, công việc thì ai cũng có, nhưng người tu ở chùa cũng nhiều việc. Cứ lên kế hoạch, làm việc một cách có phương pháp và khoa học. Việc nào cần làm thì làm trước, chia thời gian ra mà làm. Có những việc cần cộng sự hoặc bạn bè giúp thì nhờ họ làm. Có nợ nần, ân oán, hiềm khích, đố kỵ gì, cố giải được thì giải, không giải được cũng chẳng sao. Vì bạn đừng mong và đừng bao giờ ảo tưởng rằng tất cả mọi người sẽ hiểu mình. Cũng đừng thấy người khác khổ vì thương người quá. Khi không giúp được gì cho họ, lại tự mình sinh ra buồn khổ. Vì chẳng ai có thể cứu được ai ngoài chính bản tự thân mỗi người. Làm được gì thì làm hết sức mình. Miễn là chúng ta không thấy thẹn với lòng và thấy lòng an yên. Đến giờ ăn thì ăn, thân mệt thì cho nó nghỉ. Đừng quá cố sức, lúc cần buông thì buông. Phải biết buông khi cần thiết, đó là người biết sống. Cứ cho cuộc sống này khổ đau và hạnh phúc có tỷ lệ ngang nhau đi. Vì sao ai cũng luôn than khổ mà lại ít ai thấy mình vui? Đó là vì do ta quá tham lam. Do ta tham nên ta luôn tìm cách che đậy sự yếu kém, không chịu nỗ lực cho bản thân, rồi bao biện là và đổ lỗi. Do tham nên ít ai dám tự nhận sự đa dạng và đón nhận sự khác biệt của cuộc sống này. Khi tham, cái gì thuận mình thì vui, không thuận mình thì giận, mình hờn, rồi sinh ra chán nản, thất vọng. Chứ đời thì nó vẫn thế thôi. Vậy thì tại sao ta không biết biến nghịch cảnh thành niềm vui, mà lại để nó trở thành cái vòng kim cô siết chặt đầu mình? Tại sao ta không biết thưởng thức cuộc sống này? Thế gian có guồng quay, thì lòng Phật vẫn bình yên. Có một bậc vĩ nhân đã đản sinh cách đây hơn 2.600 năm, nhưng nhân cách sống giản dị, lối suy nghĩ thiện lương, hành động đạo đức, nhân văn của người ấy ảnh hưởng sâu đậm trong xã hội loài người bao thế hệ tiếp nối. Không chỉ nhớ đến Ngài là một Đông Cung Thái Tử, mà còn là một nhà hành khất vĩ đại, an nhiên, từ bi trên từng bước chân hành hóa của mình. Đó không ai khác, chính là sự xuất hiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này, vì lòng bi mẫn, đem lại lợi ích, an vui, hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Sự xuất hiện của mỗi người trong cuộc đời đều có một sứ mệnh thiêng liêng, cao cả, vĩ đại đối với khu vực, quốc độ mà họ sinh sống. Nếu thực hiện được sứ mệnh ấy, hẳn cuộc tái sinh kia sẽ trở nên ý nghĩa, cao đẹp vô cùng. Đức Thế Tôn của chúng ta, từ khi sinh ra, lớn lên, tu tập, thành đạo, hóa độ chúng sinh, Ngài chẳng những mang lại niềm hạnh phúc, an vui cho những ai tiếp xúc với Ngài, mà giáo lý Ngài để lại, đặc khắc trong xã hội loài người đến muôn trùng thời gian không gian. Kinh Tăng Chi Bộ đã đề cập đến sự xuất hiện vĩ đại của Thế Tôn, một người. Này các tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện ấy đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác. Chính một người này, này các tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Sự xuất hiện của một người, này các tỳ kheo, khó gặp được ở đời. Của người nào? Của Như Lai, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác. Sự xuất hiện của một người này, này các tỳ kheo, khó gặp được ở đời. Tất cả chúng ta thật sự rất may mắn, rất hạnh phúc khi còn đủ phước lành được học và thực hành giáo pháp thâm diệu của Đức Phật. Thế gian còn đó biết bao chúng sinh lênh đênh trong biển đời ô trược, chưa tìm thấy ánh sáng chân lý đạo màu. Khổ đau vẫn còn đó, phiền muộn vẫn còn đây. Cái khổ của con trâu kéo cày chỉ vất vả một đời. Nhưng người không tìm được lối đi, không có ai khai mở nguồn tuệ giác, thì sẽ bị trầm luân lên xuống trong ba đường sáu cõi muôn kiếp. Trong Kinh Pháp Hoa có viết, Đức Phật đản sinh ra đời vì một đại sự nhân duyên, là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, để chúng sinh nương vào đó, tu tập, hành trì mà chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Sự khai mở tuệ giác, đúng lúc kịp thời, sẽ giúp cho con người trên thế gian sống xa rời trụy lạc, hướng thiện tu tâm, trở thành những nhân tố hữu ích cho bản thân và nhân quần xã hội. Ngoài việc khai mở tuệ giác cho loài người, sự xuất hiện của Đức Tôn Sư còn có ý nghĩa chỉ bày cho chúng sinh con đường hạnh phúc an vui vĩnh viễn.
con đường an lạc lâu dài, dứt trừ bóng dáng khổ đau, triền phược của kiếp nhân sinh. Thế gian có đủ niềm vui, nỗi buồn, sự tuyệt vọng, nhưng niềm vui của thế gian là niềm vui tạm bợ, chóng vánh tan nhanh. Học hiểu và thực hành giáo pháp, chân quý cuộc sống đang là bớt tâm tham chấp, bớt mong cầu, bớt lòng đố kỵ và biết bằng lòng, chuyển hóa tích cực với hành trình mình đang bước thì niềm hạnh phúc kia mới bền chặt, dài lâu. Bên cạnh đó, ý nghĩa sâu sắc, sự thị hiện ra đời của Đức Như Lai làm cho chúng sinh giác ngộ, hướng dẫn tận tình để chúng sinh giải thoát ngay trong đời sống thực tại của mình. Bởi ngoài kiếp sống vui, khổ trong cõi ba ta bà này, chúng ta sẽ không thấy được một đời sống giác ngộ nào khác dễ tìm kiếm và thực tập. Đức Phật Thích Ca đản sinh ra đời để giao hóa, dìu dắt, hướng dẫn, mục đích để tất cả chúng ta và chúng sinh có được cuộc sống như Đức Phật đã từng sống, an lạc nhờ Đức Phật, từng an lạc, tự tại, thong dong như Ngài đã từng thể hiện trong 85 hiện diện của mình. Thế gian có cuồng quay thì lòng Phật vẫn bình yên, thế gian có xô bồ huyên náo thì Ngài vẫn an nhiên tịnh lạc trong chính nội tâm và cuộc sống bình dị của Ngài. Học Phật chi học xa xôi những điều không nằm trong tầm tay với. Học Phật để tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc trong từng mỗi phút mỗi giây, trong từng bước chân, trong từng lằn danh sự sống của kiếp nhân sinh. Và cuối cùng, học Phật để tìm thấy bình yên, sự tỉnh thức chánh niệm mà cuộc sống của bạn vẫn đang là. Xin chân thành cảm ơn quý vị Phật tử đã dành thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này cùng với sách Nói Minh Triết. Xin kính chúc quý vị cùng gia đình luôn luôn được thành công, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị nhé. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.